mình sẽ copy cái dự án này. Được chưa? Copy luôn thời gian như lại. Thật ra là có nhiều cách để mà chúng ta tiết kiệm lắm, tiết kiệm thời gian cái chỗ này lắm. Một là chúng ta có thể là copy như mình làm đây, còn hai là mình sẽ import từ Excel. Ok chưa? Chúng ta có thể là soạn trong Excel xong rồi chúng ta sẽ import sau. Đó thì có hai cách là nhanh nhất. Rồi khi mình copy qua thì nó hơi bị cái format nó hơi bị khác đúng không? Thì anh em có hoàn toàn có thể chỉnh cái format này theo cái sở thích đúng chưa? À, ví dụ như đây là mình không có tô nữa, được chưa? No color, chữ đi mất tiêu rồi. Bởi vì chữ nó màu trắng á, mình để cái automatic thôi. Được chưa? Cái phông chữ bây giờ nó hơi khác chút xíu thì mình đổi phông chữ bình thường nha. Phông bên này là phông gì đây? Calibri đúng không? Thì mình đổi thằng này cũng Calibri luôn. À, khoan. Chúng ta có hai cái mà đúng không? Hai hai bảng mà copy cho hết rồi. Chỉnh một thể nó mất công. Rồi, phông chữ thì 11, được chưa? Ở cái tô đậm gì hết. Rồi, không tô đậm gì luôn. Rồi, thì chúng ta nhanh chóng nhập được cái thông số này vào trong cái phần mềm Microsoft Project ha. Khá là đơn giản này. Thế thì bây giờ chúng ta mới nhìn trong cái bảng hôm bữa chúng ta chụp hình rồi đúng không? Thì bây giờ có một cái vấn đề là có một số công tác là công tác tổng đúng không? Thì bây giờ rất là đơn giản thôi. Chẳng hạn những cái phần móng này là công tác tổng này. Đầu tiên là cái nhà ở gia đình này chứ. Nhà gia đình này là một cái công tác tổng của các công tác tổng đúng không? Thì chúng ta sẽ tô hết. Tô hết cái này. Được chưa? Theo cái vực breakdown structure thì nó là cái level đầu tiên đấy. Ok không? Đó, và chúng ta sẽ vô cái thằng là task này đúng không? Thì chúng ta có thấy cái kiểu indent này này. Đưa nó vào. Đưa nó vào á thì toàn bộ những cái công tác này á là nó sẽ trở thành cái công tác con của cái công tác nhỏ gia đình, được chưa? Tức là cái dự án của chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ có là ba cấp đúng không, bốn cấp đó. Thế thì bây giờ trong cái phần móng này á thì chúng ta sẽ có những công tác này là nó nằm ở trong phần móng. Thì cái vực tô thôi, rồi nhấn cái indent này nè, rồi xong, được chưa? Rồi tương tự với phần thân này thì chúng ta sẽ có từ cái tầng 1 cho đến là phía dưới này đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn lên nó vô. Đó, chúng ta sẽ có được cái phần thân là trở thành cái công tác tổng. Phần hoàn thiện tương tự những công tác này cho nó vào thì phần hoàn thiện thành công tác tổng. Được chưa? Thì đây là cái level thứ hai. Thì trong phần thân này mình lại chia tiếp ra thành ba, thành thành một cái level là tầng 1 với tầng 2. Thì anh em hoàn toàn có thể là gì? Tôi những cái công tác thuộc tầng 1 rồi là cho nó vào, rồi cho thằng này cho nó vào, được chưa? Ok không? Thế thì bây giờ anh em thấy là gì, công tác tổng á rất là dễ quản lý, chúng ta có thể thu gọn nó lại này, được chưa? Thì đó là một cái cách để chúng ta dễ quản lý đó. Bây giờ nhà ở gia đình này chỉ có bốn ba phần đúng không, phần móng, phần thân và phần hoàn thiện, được chưa? Đó. Rồi ví dụ như trong phần thân thì chúng ta sẽ có là gì, tầng 1, tầng 2 đó, mà nếu như chúng ta sổ ra nữa thì chúng ta sẽ có những cái công tác chi tiết. Rồi vậy thôi được không, tất cả được không, tới đây được hết rồi, gì nữa? Dạ vâng ạ. Rồi được rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ làm cái mối quan hệ đúng không. Cái mối quan hệ nếu như mà chúng ta nhập chuẩn chỉnh á thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì, copy, hoàn toàn có thể copy từ Excel hoặc là copy từ cái bảng nào đấy để là chúng ta ném vào. Còn nếu như mà chúng ta làm từ từ á thì chúng ta sẽ khai báo tuần tự thôi đó. Ok ha. Thế thì có hai cách đúng không?
Thế bây giờ mình thử khai báo tuần tự để cho anh em dễ theo dõi đi. Trước tiên cái dọn này mặt bằng thì nó không có công tác đứng trước, còn bây giờ cái công tác mà đào thủ công này thì đương nhiên nó sẽ có công tác thứ trước đúng không, thì mình chỉ việc là click đúp vào nó một cái phần là predecessor này để chọn cái công tác đứng trước nó là gì, là cái công tác đâu rồi, đồ là món thủ công cho nó tùm lum người ta nhiều quá xá có này không nhiều quá rồi. À khoan, bây giờ là mình phải nói là cái ngày này đấy chứ, để xem cái ngày này nó đã chuẩn chưa, để mình check lại chút xíu nha. 7 8 ok mình tạm thời là chuẩn rồi đúng không. Rồi bây giờ thử công tác làm món thủ công này đó, thì bây giờ chúng ta sẽ có cái task time ở đây, thì mình sẽ lựa chọn cái thằng là dọn cho mặt bằng nằm dưới này và hai cái lên trời. Này có lỗi không ta, không lẽ là có hai tác dọn cho mặt bằng này, đôi khi thằng này nó bị sao sao, nhưng mà ok hình như là ổn đấy, không sao đâu. Ok không, rồi được chưa. Rồi cái công tác tiếp theo là cái công tác thi công bê tông lót móng, thì nó sẽ có quan hệ với cái món đào móng thủ công được chưa, và cũng là finish luôn. Nào. Làm lại là chán quá ha, tính ra khi mà nhiều công tác quá thì nó lại chán anh em ạ đúng không, mà chán thì bắt đầu là mình cũng hơi hơi lười đấy. Hay là mình cóp một phát coi như là từ từ cái phần của bò cho nó lẹ đi đúng không, cái ngồi nhập này bắt đầu thì bản thân mình thấy chán nữa. Thì anh em để ý này, à đây nhìn cái ở đây có một cái cột là cái cột predecessor đúng không, thì nó đang ghi ở đây là ghi là số 3. Số 3 nghĩa là cái mối quan hệ giữa cái công tác, anh em lưu ý những cái số thứ tự này này là cái số thứ tự của Microsoft Project ha. Đó thì ông này là công tác gọi là công tác số 4, thì công tác số 4 này ấy, nó đang có mối liên hệ với cái công tác số 3, và cái mối liên hệ này ấy, là theo cái mối liên hệ là finish star. Nếu như là finish star thì nó sẽ không có ghi chú gì hết mà nó chỉ ghi mỗi số 3 thôi được không. Thế thì chúng ta có thể là làm một cách nhanh chóng là gì, chẳng hạn như ở đây là công tác số 5 được chưa, nó có mối quan hệ với công tác số 4 thì gõ số 4 đây enter được không, thì nó cũng ra y chang này, phải gõ ra cho lẹ đi nha, một khi nhập mệt quá. Rồi tương tự thằng này á, là mối quan hệ với công tác số 5 rồi số 6 ok chưa, rồi tiếp tục 7 cái công tác tháo vánh khuôn móng này này thì nó có một tí đặc biệt ha, là nó có mối quan hệ với cái thằng số 7, tức là cái thằng vánh khuôn móng á thì mình gọi là 7 luôn được chưa. Tuy nhiên ở đây á, thì nó sẽ có một cái này là dính cộng 2 ngày, tức là nó lag 2 ngày. Thế thì để tính cái lag chúng ta thử cộng vô nha, chúng ta sẽ nhân đúp vào, chúng ta vô cái thằng là task information này được chưa, lag 2 ngày thì cho nó tăng lên 2 ngày ok, thì nó sẽ ghi là gì, 7 finish star cộng với 2 ngày. Khi mà Cái này cái nhầm thầy, hả sao cái công tác tháo vấn khuôn móng là phải phân ghi công tác thi công bê tông móng xong mình mới tháo được chứ, sao liên kết thành vấn khuôn móng. À, có khi là nhầm đây anh em, đúng rồi nhầm phải tám nhé, đôi khi hôm qua gõ nó sai, không sao sửa, ok hợp lý. Mình cũng không để ý nữa, quên mất tiêu nha, có thể là trong quá trình cóp dán gì đấy nó bị lệch, chết bà rồi kiểm tra lại nghe. Tại vì hồi xưa Tại vì cái bảng này là một cái bảng Excel, rồi sau đó là mình có Google Form kiểu gì cũng như nó lệch á. thấy mình ghi tại vì trong này em có sửa hai cái lục đồ một nên nó tăng tới 100 tổng thời gian 132 ngày này. Ủa nói chung là khi mà mình làm cái bài giảng này á là cái mình lập một cái file Excel, thì file Excel đó hồi xưa là cũng đã làm nhiều lần rồi cho sinh viên làm rồi, sau đó bây giờ mình copy vô đây thì những cái nó nhảy nhót gì không ta. Cái này hình như thầy, cái này hình như cái này chưa xác lịch cho nó là sao, cái chỗ công tác có thép móng một ngày mà nó đang tính từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 18
có thể là cái ngày mùng 7 em xem là thứ, nếu mà đúng chủ nhật á thì nó lại không tính, thì nó đúng nó sẽ chạy qua đúng một ngày. Còn ví dụ như cái ngày mùng 7 mà không phải chủ nhật á thì cái sách lịch của thầy đang bị nhầm á Cái lịch này là cái lịch dự án đúng không, hay là cái lịch gì anh em nhìn nè, mình đang dùng lịch dự án của thầy. đúng rồi lịch dự án đấy, lịch dự án đấy. Thực ra là cái thằng này á mình nghĩ nó đang bị một cái lỗi hiển thị, mình thấy nó bị một cái lỗi hiển thị đúng không. Ví dụ như là bây giờ mình nói nha, cái công tác dọn dẹp mặt bằng này ví dụ 7 ngày đi, 7 ngày thì anh em nhìn này, đây là ngày thứ hai đúng không, đến cái ngày thứ năm này á là 1 2 3 4 5 ngày. Đồng ý chưa? Đến ngày thứ sáu nhé, quên nhầm, là 5 ngày. Thế thì 5 ngày này á cộng với một cái thứ hai nữa thì mới là 6 ngày thôi. Đúng không? Nhưng mà bởi vì chúng ta xét cái lịch dự án chúng ta là làm việc 6 ngày một tuần cho nên nó sẽ tính luôn ngày thứ bảy thì nó sẽ có tròn là gì? Là 7 ngày. Ok chưa? Bây giờ cái này em thấy nó đang bị nhầm là cái chỗ công tác thiết móng, cúc thiết móng này một ngày từ ngày mùng 7 tới tới ngày mùng 8. Hiện tại nó đang tính cho mình một ngày, nhưng mà đúng ra là mùng 7, một ngày, mùng 8, 2 ngày. Còn Đâu cái này đâu em đâu đâu, đang cái đang nào dịch nó nói lại coi, cái này nó nói lại coi, cái chỗ công tác cúc thiết móng này, thêm móng. Ừ hiện tại là mình đang xét nó một ngày, ừ nhưng mà nó đang, nếu mà đúng ra một ngày từ ngày mùng 7 là một ngày rồi kết thúc sẽ vào ngày mùng 7, nhưng mà đang để mùng 7 mùng 8 là có nghĩa là nó đang bị 2 ngày. Nhưng mà trong cái lịch mình đang chết á là tháng tư á, ngày mùng 7 chúng vào thứ sáu, là thứ sáu đã không có 9 ngày nghỉ trong cái tuần của mình thích cái lịch của mình này. Ủa mình là thứ sáu vẫn làm việc mà, thứ bảy vẫn làm việc mà, cái lịch hôm bữa là làm việc nghỉ buổi chủ nhật chứ mấy. Thì đúng rồi, Ừ có nghĩa là cái trường hợp mà nó tính cái kiểu mà ngày mùng 7, ngày mùng 8 á là có thể là 2 ngày, nhưng mà trong trường hợp nó chia ra vào chủ nhật thôi nó mới chạy cái kiểu này. Còn ví dụ như cái ngày hiện tại mình đang xét nó một ngày, nhưng mà nó từ mùng 7, mùng qua mùng 8 là nó đang bị 2 ngày, nó đang bị sai cái lịch đó thầy. Ngày mùng 7, mùng 8 là nó không có rơi vào chủ nhật. ý ý của bạn giống như là start từ ngày 7 và kết finish cũng là ngày 7 luôn thầy, với là tính một ngày, ý của bạn như vậy. À, Đúng rồi thầy. rồi ok hiểu, nhưng mà cái này là cái cách nó quy ước thôi, chứ còn bây giờ mình nhìn á, anh em có nhìn thấy trên này không, có nhìn thấy trên này không, có thấy trên cái tiến độ ngang không, tiến Rồi độ thầy cứ ngang tiếp này nó có một ngày chứ mày đúng không, đúng không. Và đây này anh em mà rào vào đây nó cũng ghi này là cái thằng này bắt đầu vào ngày là gì, ngày mùng 7/4 đúng không, cái này mình viết ngược là ngày 7/4 được chưa, và kết thúc vào ngày là mùng 8/4 thì nó đó là cái quy ước của nó thôi. Chứ thật ra khi mà mình tính như vậy nó cũng chỉ chọn vẹn một ngày chứ phải là bắt đầu từ ngày mùng 7, tức là nó không phải là bắt đầu từ ngày mùng 7/4 là ngay cái ngày đầu ngày, tức là không phải từ gọi là sao ta, một ngày đúng không, thì nó có đầu đầu ngày và cuối ngày. Ok chưa, dạ nghe hiểu dạ không, cái là bắt này đầu từ thầy cái finish thầy của chắc ngày trước á chứ thầy không chắc thầy phải ngay là chỗ cái option, trong cái chỗ cái option đó thầy, thầy nghe nó đang bị chổi cái giờ của mình. Cái giờ mình đang setup dự án là 7:30 tới 1:30, còn giờ của mình đang định ở trong option đó là 8 giờ ở đây, nó đang bị nhầm cái đó đâu có cái option thầy. mày. Thầy chỉnh lại, thầy chỉnh lại 7:30 tới 1:30 là thì reset nó lại, nó ra lại cái ngày đúng rồi, ngày 7 start và kết thúc finish cũng là ngày 7 luôn đó. Trong cái option đó hả? Đúng rồi này, tại vì cái budget nó là hầu như là cái trường hợp này gặp nhiều lắm này. Cái option mình để 8 giờ á thì cái lịch tạo công việc của mình á, mình cũng phải mặc định nó là 8 giờ. Còn nếu mình tạo nó 7 giờ á thì mình đổi lại cái này là 7 giờ thì nó mới chạy theo một ngày của mình. Nhưng mình muốn vào ngày 7 bắt đầu vào ngày 7 là kết thúc, nó tính cho mình một ngày. Vậy hả? Để Thầy thử coi. cứ đổi lại 7:30 và 1:30 đi, là 7:30 đúng không? Con này là mấy? 5:30. Bữa trước mình nhìn 5:30 đúng không? Được chưa? Đấy hả? Rồi ok xem nào. Được được thầy. Thầy quên nữa, còn thầy vô lại ngay chỗ project information đó, thầy Rồi. reset nó lại một lần đi. Thầy chọn cái ngày bắt đầu nó là ngày 15, giả sử ngày 15 đi, thầy bấm ok cái copy cái rồi tí thầy đổi lại cái ngày 20 nó sẽ chạy lại. Rồi ok. Cái này Bây hay giờ thầy nhờ. đổi lại ngày 20 đi là nó sẽ chạy lại đúng cái ngày đó. 20 đúng chưa? À Rồi này. ủa số kỳ đó. Tại cái bộ blue jet của mình Việt Nam nó quy định vậy thôi. À rồi ok. Tại vì xưa nay mình cứ nhìn là mình nhìn trên này không rồi, chứ mình ít khi mình nhìn cái thằng này lắm. Nhìn trên này được quản lý. Ok.
Được đấy, cái này một kinh nghiệm hay. Ok nha, cảm ơn. Rồi, trong mấy cái đằng này không biết là bữa trước mình có danh doanh có nhầm gì không ta? Anh em thử để xem có nhầm gì không? Mình chỉ sợ là trong quá trình mình cóp dán bảng biểu nó có gì đó sai lầm trong này thôi. Rồi, nếu không có gì sai lầm thì tiếp tục nha. Bây giờ sang cái phần là tầng 1 đi. Đâu mở ra tầng 1 xem nó có gì đây. Cốt thép ván khuôn của tầng 1. Thì nó sẽ sau cái thằng là số 10 đúng không? Rồi, gõ 10 vô. Ok. 13, 14, 15. Mà anh em cũng đừng có đặt nặng quá nha. Cái ví dụ này á, dù sao nó cũng chỉ là một cái ví dụ để anh em hiểu cái phần mềm thôi, đúng không? Chứ nó cũng chả phải một cái dự án thực tế nào hết á. Chứ nếu như một cái dự án thực tế thì nó lại quá khó để mà minh họa để cho anh em dễ hiểu. Một cái dự án thực tế nó rất là nhiều công tác tương đối đó ha. Rồi phía dưới là gì? 16 FS cộng 10 đây. Rồi tầng 2. Thôi lười quá, cóp luôn đi. Hình như nó đúng rồi đó. Rồi chỉnh lại cái phần mát sơ thôi khoan. Phần hoàn thiện. Thấy cái quan hệ giữa cái công tác của cái cả từng lâu á, nó phải kết thúc đã rồi, cái finish đã rồi, cái từng hai mình mới start được cái này. Tại sao? Thì cái phần từng một cái chỗ mà thảo quốc phá dâm sang từng một phải phải kết thúc đã rồi mới bắt đầu cái từng hai được chứ. Thì đây này đúng không? Từng hai này. À thế. Thật ra mình nói với anh em á, là cái ví dụ này nó cũng chỉ là một cái ví dụ để minh họa cái phần mềm, hiểu không? Chứ mình cũng đừng có kỳ vọng nó là một cái ví dụ để anh em làm cho thực tế. Tại vì nếu thực sự á, mà anh em muốn một cái ví dụ làm cho thực tế đó, thì chúng ta phải cần một cái khoảng thời gian nữa, hoặc là một cái môn nữa mà nó thực chiến hơn. Còn ở đây là mình đang đặt một cái giả thuyết là anh em chưa biết gì về cái môn này, tức là chưa biết gì về cái phần mềm này, thì mình cố gắng tìm những cái ví dụ mà nó thứ nhất là đơn giản, thứ hai là anh em dễ hiểu nhất để minh họa cho phần mềm, đúng không? Còn khi mà anh em gọi là đã có kiến thức gọi là cơ bản rồi đó, bây giờ mà muốn bảo là nâng cao nâng kiếp kiểu đấy, hay là muốn thực chiến gì đấy, thì lúc đấy là mình sẽ làm những cái dự án mà nó thực tế, rồi bắt đầu là mình sẽ bàn sâu hơn, đúng không? Chứ bây giờ mình thôi thì cứ vậy đi, đúng không? Đừng đi quá sâu. Đi quá sâu là nó bắt đầu nó loạn ra, nó sẽ không trúng cái trọng tâm của cái môn này, đúng không? Là hướng dẫn em làm cái phần về Microsoft Project nha. Đó, chỉ có cái sai lầm nào mà nó gọi là nó vớ vẩn quá thì anh em lưu ý giùm mình, nói nhắc mình nha. Ok. Rồi, thì nói nôm na là xong một hồi thì chúng ta sẽ có một cái tiến độ như sau. Được chưa? Còn cái chỗ đắp đất chưa gắn gì thầy? Đâu? Ở trên đó thầy. À sao cái chỗ nó chưa gắn nhỉ? Sao lại nhầm? Đắp đất là số 9. À rồi ok. Tại vì ở đây là mình làm cho mấy anh em xem, cho nên là mình cũng không muốn quá mất thời gian, đúng không? À, bởi vì anh em đã làm rồi chứ không phải là chưa làm. Rồi, vậy là chúng ta sau khi đã nhập xong đúng không? Thứ nhất là các cái công tác tổng, rồi là cái công tác mà con, được chưa? Rồi là chúng ta nhập cái ngày làm việc vào, cái ngày mà cần thiết á, để mà thực hiện công tác á, và cái mối quan hệ thì chúng ta sẽ có được cái tiến độ. Thì đây là bước đầu tiên để chúng ta xây dựng một cái tiến độ.
của bất kỳ một cái dự án nào ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái file PowerPoint để xem là chúng ta sẽ khai thác được thêm những cái gì ở trong cái tiến độ này ha. Đợi chút xíu để mình thoát cái này ra. Rồi, tức thì sau khi chúng ta đã vẽ được một cái tiến độ của cái dự án rồi á, thì cái mà chúng ta thường quan tâm đó là những cái công tác găng và đường găng. Thế nào là công tác găng và thế nào là đường găng? Thì mình chỉ nói một cách đơn giản thôi, tại vì cái thằng này thì nó là kiến thức của quản lý dự án. Anh em có thể là chưa học, chưa biết. Một cách đơn giản, công tác găng là công tác có thời gian dự trữ bằng không. Thời gian dự trữ bằng không. Thời gian dự trữ bằng không nghĩa là sao? Nghĩa là những công tác này chúng ta không được phép trì hoãn nó. Được chưa? Không được phép trì hoãn nó. Phải tiến hành nó đúng theo lịch. Nếu công tác găng mà bị trễ thì cả dự án sẽ bị trễ theo. Được chưa? Thì cả dự án sẽ bị trễ theo. Đó là cái lưu ý về công tác găng. Thế thì cái đường găng á, critical path, nghĩa là gì? Nghĩa là một cái đường đi qua các công tác găng. Một cái đường đi qua công tác găng. Được chưa? Thì đó là cái đường mà chúng ta cần phải tập trung vào, kiểm soát nó và thực hiện nó theo đúng tiến trình. Nếu như chúng ta muốn dự án của chúng ta kết thúc đúng theo kế hoạch, đó thì bắt buộc là chúng ta phải quan tâm đến hai ngày. Được chưa? Công tác găng và đường găng. Ok chưa? Thế thì đó là về cái định nghĩa của công tác găng và đường găng. Còn trong MySuit Project á, quên, để mình nói thêm một chút xíu nhé. Thế thì những có một số công tác không phải là công tác găng, đúng không? Thì công tác mà không phải công tác găng á, có nghĩa là công tác nó có thời gian dự trữ. Nó có thời gian dự trữ. Thì nếu như công tác nào mà có thời gian dự trữ á, thì chúng ta có thể delay nó. Được chưa? Chúng ta có thể là bắt đầu nó muộn hơn so với kế hoạch một chút xíu trong cái tổng thời gian dự trữ mà nó có. Được chưa? Ví dụ như mình nói là một cái công tác A nào đấy, nó có thời gian dự trữ là 3 ngày. Được chưa? Có nghĩa là chúng ta có thể delay nó 3 ngày. Có công tác B nào đấy, được chưa? Thời gian dự trữ nó là 7 ngày thì có quyền delay nó 7 ngày. Công tác C nào đấy, thời gian dự trữ 1 ngày thì chúng ta chỉ có thể delay nó 1 ngày. Thế thì ở đây sẽ có một cái vấn đề đặt ra là gì? Đồng ý công tác găng là quan trọng bởi vì nó không được delay. Được chưa? Còn cái công tác mà không phải công tác găng thì nó bớt quan trọng đi. Nhưng mà trong những cái công tác không phải công tác găng á, thì cái số gọi là thời gian dự trữ nó khác nhau. Rõ ràng cái thằng mà có thời gian dự trữ 7 ngày với cái thằng có thời gian dự trữ 1 ngày nó phải khác nhau chứ. Đúng không? Rõ ràng cái thằng 1 ngày nó vẫn là gì? Khá là quan trọng. Bởi vì chỉ được phép trễ có 1 ngày thôi. Thế thì chúng ta đôi khi cũng phải tập trung chú ý đến thằng này. Thì trong thằng MySuit Project á, nó cho phép chúng ta làm cái chuyện đấy. Được chưa? Nếu anh em vô cái phần option á, thì nó sẽ có một cái dòng là gì? Tasks are critical if slack is less than or equal to. Được chưa? Mặc định là không ngày. Mặc định là không ngày. Tức là cái công tác này này, nó sẽ là công tác găng. Nếu như thời gian dự trữ của nó nhỏ hơn là cột bạn, mặc định là không, đúng không? Nhưng mà anh em có hoàn toàn có thể là đổi số này thành là 1 ngày, 2 ngày, tùy cái mức độ mà chúng ta muốn quản lý. Được chưa? Nếu như lấy như chúng ta để những con số này là 1 thì toàn bộ những con số, những cái công tác mà có thời gian dự trữ nhỏ hơn hoặc bằng 1, tức là 0 hoặc là 1 thì đều sẽ trở thành cái công tác găng. Ok chưa? Yeah. Thì đó là cái lưu ý thứ nhất. Một cái lưu ý thứ hai là gì? Là trong một cái dự án mà lớn á, thường là dự án lớn, thì nó sẽ có thể có nhiều hơn một đường găng. Được chưa?
nhiều hơn một đường ngang. Đó thì chúng ta phải lưu ý. Anh em chưa học sơ đồ mạng thì mình khó có nói cái chuyện này ha. Nhưng mà chẳng hạn như mình cứ tưởng tượng là gì? À, một chuỗi các cái công tác, được không? Đây là cái điểm bắt đầu. Điểm bắt đầu start luôn. Vẽ sao cho nó đẹp đẹp chút coi. Chẳng hạn như là mình có một cái điểm là điểm start. Được chưa? Cái điểm này là điểm finish, là kết thúc. Được chưa? Đó, thì cái đường ngang này, ví dụ như đây đường ngang. Đó. Ngoài ra là còn có thể là có nhiều đường ngang khác nữa. Nhiều đường ngang khác nữa. Được chưa? Thế thì khi có nhiều đường ngang á, thì thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát tất cả những cái đường này nếu như muốn dự án nó đạt tiến độ. Thứ hai, ở đây nè, Microsoft Project này nó cũng có thể cho mình tính toán nhiều đường ngang đây. Đó, cho phép mình tính toán. Được chưa? Thì đấy là nhiều đường ngang. Một cái ứng dụng nữa hay là một cái lưu ý nữa đó là gì? Chúng ta luôn luôn muốn là sẽ giảm cái thời gian làm việc, tức là giảm cái tiến độ dự án, rút ngắn tiến độ á, được chưa? Thế thì về một cái nguyên tắc là gì? Nếu anh em mà muốn rút ngắn tiến độ của cả dự án á, thì anh em phải rút ngắn cái thời gian trên cái đường ngang thì nó mới có ý nghĩa. Chứ còn nếu như mà anh em rút ngắn thời gian làm việc trên cái đường mà không ngang á, thì nó không có ý nghĩa. Được chưa? Và một cái cũng khá quan trọng là nếu như có những cái đường mà kiểu như thế này này, đây đây, anh em không biết có hiểu nổi không ha, bởi vì chưa có học cái quá thằng sơ đồ mạng. Ví dụ như là có một cái sơ đồ như mình vẽ đây, star này, finish đúng không? Khi mà anh em chọn rút ngắn cái dự án đó, rút ngắn cái thời gian làm việc của dự án đó, thì đương nhiên là anh em sẽ suy tính xem là mình nên rút ngắn tại thời điểm nào. Được chưa? Đầu dự án hay cuối dự án hay mà tại mốc thời gian nào đấy. Được chưa? Mình không biết. Tại nói chung là cái vị trí nào đấy mình sẽ rút ngắn. Thế thì nếu như cái vị trí đấy á, mà chẳng hạn tại cái thời điểm đấy, tại cái thời điểm đấy, được chưa? Đây là một cái thời điểm nào đó mà nó lại cắt qua ba đường ngang, thì anh em phải rút ngắn thời gian trên cả ba đường ngang thì mới có ý nghĩa. Chứ còn nếu như anh em rút ngắn thời gian trên một đường ngang thì nó cũng chẳng thua, đồng ý không? Đó. Thế thì cũng có những cái thời điểm này mà nó chỉ cắt qua một đường ngang thôi, ví dụ vậy đi, cắt qua một đường ngang thôi, thì anh em chỉ việc rút ngắn cái thời gian làm việc trên cái đường ngang này là đã đủ để rút ngắn thời gian của dự án rồi. Thì khi chúng ta có một cái bản tiến độ gọi là hoàn chỉnh thì chúng ta có thể là gì, nhìn ra được cái chuyện đấy. Được chưa? Rõ ràng là gì, khi mà mình rút ngắn thời gian làm việc của một đường ngang, nó có thể là dễ hơn và tốn ít chi phí hơn so với phải rút ngắn thời gian trên cả ba đường ngang cùng một lúc. Ok chưa? Đó là cái lưu ý nha. Thì bởi vì mình học hai cái môn này song song nên là đôi khi là khó nói quá. Được chưa? Còn nếu như mà mình đã có kiến thức quản lý dự án rồi á, học xong phần tiến độ rồi thì nói đôi khi nó lại dễ. Thế thì để rút ngắn tiến độ thì chúng ta sẽ có một số biện pháp như sau. Được chưa? Và thằng Microsoft Project nó đều hỗ trợ anh em hết. Về mặt nguyên tắc là ông phải giảm cái thời gian làm việc trên cái đường ngang, đúng không? Nãy giờ đã nói rát cổ rồi. Được chưa? Nguyên tắc đó. Thế thì làm sao để giảm? Có một số cách như sau. Một là ông tăng nguồn lực cho cái công tác đấy. Ví dụ như là ông cho thêm công nhân, cho thêm máy móc, được chưa? Để mà rút ngắn cái công việc. Thứ hai, làm việc ngoài giờ, tức là làm thêm giờ overtime. Thứ ba, cái này thì cũng tương tự nhau, tức là mình cố gắng thay đổi cái mối quan hệ của nó. Tức là thay vì mình làm việc theo kiểu là finish star, công việc A xong rồi mới làm công việc B, thì có khi nào mình chuyển nó thành là star star không? Được chưa? Đó. Star star tức là mình sẽ làm theo cái kiểu là song song hay là gối đầu, được chưa? Ví dụ như là ai cũng biết đó, là xong có pha có thép thì đổ bê tông, được không? Nhưng mà nếu như chúng ta có một cái sàn nó quá rộng thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì, phân khu vực, đúng không? Thì có phải là sau khi mà cái công tác có pha và có thép nó
tiến hành được một khoảng thời gian nào đấy thì mình hoàn toàn có thể là đổ bê tông cho cái phần đấy, thì nó sẽ trở thành là từ finish star sang ví dụ là star star, nhưng mà lát thêm mấy ngày không, ví dụ như là 4-5 ngày đấy. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ rút ngắn thời gian, được chưa? Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là gì, cái phần mềm thì nó cũng chỉ là cái công cụ thôi, được chưa? Nó cũng không phải là quá thông minh đâu đó, cho nên là chúng ta phải dựa vào những cái kinh nghiệm cũng như kiến thức của chúng ta để điều chỉnh cho nó hợp lý. Chứ chúng ta mà thay đổi mối quan hệ này sai ấy, thì máy nó đâu có hiểu. Giống như nãy giờ anh nhắc với mình là một thầy ơi, như là ủa gì nói quên rồi, nói chung là cái vụ mà bán khuôn bán khiết gì đấy thì nó phải sâu gì đấy, máy nó đâu có hiểu, mình làm sao nó biết vậy à, được chưa? Và một cái này là gì, khi mà chúng ta thêm công nhân á thì đương nhiên là máy nó sẽ hoặc đôi khi chúng ta tính luôn là sẽ giảm thời gian làm việc, đúng không? Nhưng mà cái sự mà tăng công nhân và giảm thời gian làm việc này á, nó cũng chỉ ở một cái mức nào đó thôi, chứ nó không phải là một cái mức tuyến tính, được chưa? Không thể nào có một cái chuyện là gì, bây giờ ông ví dụ như mình nói là ông đào cái móng đi, đào một cái khu vực móng rất là lớn, ví dụ như là cái việc đào đấy ông mất tuần, được chưa? Và ông đào tay đi, nói nôm na đào tay cho nó dễ hiểu đi, đào tay một cái khu vực móng đấy thì ông mất coi như là cả tháng đi, ví dụ cả tháng đi, với 5 công nhân ông mất cả tháng, đúng không? Thì bây giờ với 10 công nhân em theo nguyên lý là ông mất 2 tuần, được chưa? Với 20 công nhân thì theo nguyên tắc là ông mất 1 tuần. Nhưng bây giờ nếu như 40 công nhân thì liệu nó có giảm xuống nữa hay không? Thì rất có thể là không. Lý do đơn giản, bởi vì cái mặt bằng có chừng đấy, ông nhét nhiều người quá thì đương nhiên nó sẽ dẫm đạp lên nhau, làm sao mà làm 100% hiệu suất được. Cho nên mình nói là gì, cái việc mà tăng nhân công rồi giảm cái thời gian thi công xuống, nó cũng chỉ ở một cái chừng mực nào đấy thôi, được chưa? Mình phải tính toán. Rồi, thế thì bây giờ làm sao để mà hiển thị những cái công tắc gang và cái đường gang? Thì chúng ta chỉ đơn giản là vô cái phần là format, đúng không? Chúng ta click chọn cái critical task, được chưa? Thì nó sẽ hiển thị đơn giản thế thôi nha. Rồi, thử quay lại cái bảng lúc nãy đi. Rồi chúng ta có cái tiến độ đây, đúng không? Kéo đây bớt đi cho mở rộng cái thằng này ra, đúng không? Chúng ta vô cái phần là format này nè, thì nó sẽ có cái tích chọn là critical task, click vào đây thì những cái thằng nào là critical task thì nó sẽ hiện lên, được chưa? Và cụ thể nó là màu đỏ này, màu đỏ cam, màu cam, ok chưa? Thế thì khi mình nhìn vô cái dự án này ấy, mình thấy hầu hết là màu cam, cũng khá là đơn giản thôi, dễ hiểu. Tại vì những cái mối quan hệ của chúng ta đang là mối quan hệ đơn giản, là cứ finish star, ông này finish, ông này star, ông này finish star. Thì đương nhiên nếu như một thằng mà trẻ thì nó sẽ kéo theo là gì? Toàn bộ trẻ, được chưa? Chỉ có một số công tác ở dưới này là nó có thể là song song với nhau, được chưa? Thì có một số công tác nó sẽ không nằm trong cái diện là công tác gang, đúng ý chưa? Đó. Còn nếu như mà chúng ta muốn xem á là cái mức độ nó gọi là có cái slack bao nhiêu á, thì anh em hoàn toàn có thể là làm cái chuyện này rất là đơn giản. Trong thằng master project nó cho phép chúng ta chèn bất cứ một cái cột nào được, chèn cột, được chưa? Và trong cái cột này thì nó có quá trời trường, tức là có quá trời cái kiểu dữ liệu mà chúng ta cần. Ví dụ như là mình thử chọn slack coi. Như là nó dùng cái từ là total phải. Đúng rồi, nó dùng cái từ là total slack, chứ không phải là một cái slack riêng. Đây, thế thì chúng ta sẽ biết ngay là gì? À, công tác này ấy, nó có 2 ngày, tức là có 2 ngày dự trữ,
công tác này nó cũng có 2 ngày dự trữ, công tác này có 2 ngày dự trữ, 2 ngày dự trữ, được chưa? Tức là chúng ta sẽ biết rõ là gì, biết rõ luôn là cái công tác đó nó có bao nhiêu ngày dự trữ. Tuy nhiên anh em phải hiểu là gì, chúng ta sẽ có hai cái khái niệm, một là cái total slack và hai là cái free slack. Total slack nghĩa là sao? Total slack có nghĩa là thời gian dự trữ toàn phần, và free slack là thời gian dự trữ riêng phần. Thì thông thường người ta chỉ quan tâm đến cái total slack này mà người ta ít khi quan tâm đến cái free slack. Tuy nhiên nó quan trọng và nó cũng có cái vai trò nhất định, được chưa? Anh em để ý là những cái thằng này này nó đều có cái thời gian dự trữ là 2 ngày hết. Tại sao nó đều nhau hết thế này? Thực ra không phải ngẫu nhiên đâu, mà bởi vì 2 ngày này á là 2 ngày được xài chung cho cả 4 công tác này. Ok không? Công tác số 27 này, công tác số 30 này, 31 này, 32 này, tất cả công tác này thì nó xài chung một cái gọi là cái ngày dự trữ đi, là 2 ngày. Tức là nếu như mà cái công tác số 27 này ấy, mà nó xài hết 2 ngày, nó bị trễ 2 ngày thì coi như là gì, mấy thằng còn lại là móm luôn, không còn gì để xài. Nếu như công tác số 27 này ấy, mà xài 1 ngày thì sau này 2 ngày, 3 ngày còn lại 1 ngày để mà dự trữ. Đồng ý không? Thế thì đó có nghĩa là cái dự trữ toàn phần. Dự trữ toàn phần tức là sao? Là cái dự trữ mà nếu như cái công tác đấy nó bị trễ thì nó không bị ảnh hưởng, thì dự án sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên những cái công tác đứng sau nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn cái dự trữ riêng phần á có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà thằng này trễ thì những công tác đứng sau nó cũng không trễ luôn, được chưa? Thì đương nhiên cái dọn dẹp mặt bằng này á, nó đang có cái dự trữ riêng phần 2 ngày. Lý do rất là đơn giản, tại vì nó là công tác cuối cùng rồi, nó đâu có công tác nào sau để ảnh hưởng đâu, được chưa? Bởi vì cái dự án mà mình nhập đến đây nó quá đơn giản, cho nên những cái thông số này nó cũng chỉ đến thế thôi. Tuy nhiên nếu như mà trong những cái dự án mà phức tạp á, mối quan hệ nó trồng chéo lằng nhằng á, thì 2 con số này nó mới bắt đầu là gì, nó phát huy cái tác dụng cực mạnh, được chưa? Còn bây giờ thì nó chỉ thế này thôi đó. Thế thì lúc nãy mình có nói ví dụ option ha, mình thử vô chỗ option lúc nãy coi, option chỗ schedule hay là đâu nhỉ, chả nhớ nữa, thử xem coi. Hay event nhỉ, đây event, tức là công tác nó sẽ là công tác găng nếu như con số này là nhỏ hơn hoặc bằng không. Thế bây giờ nếu như mình tăng lên 2 ngày thì chuyện xảy ra, thì có phải là khi mình tăng lên 2 ngày ấy, thì những công tác mà có dự trữ 2 ngày nó cũng sao, cũng thành găng luôn. Thử ha, lấy cái coi anh em gì nè, thì mấy này là sao, trở thành công tác găng hết, được chưa? Trở thành công tác găng hết nha. Thì nói chung khi mà mình lấy cái ví dụ đơn giản này để mà minh họa đó, thì đôi khi nó thấy hơi bắt cười đúng không? Nhưng mà trong một cái dự án lớn, nhắc đi lắng lại, trong một dự án lớn thì cái này rất là hiệu quả. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là kiểm tra xem á, là những công tác nào mà gì có thời gian dự trữ ngắn, ví dụ như là chỉ có 1-2 ngày, được chưa? Chúng ta list vào một cái danh sách, gọi là cái danh sách mà nó những công tác quan trọng á đó. Đó, ok ha, được chưa? Ok không? Rồi anh em làm theo đi, anh em thử mở ra rồi làm theo đi, có gì thì hỏi, cứ từ từ. Dạ vâng ạ. Ok, làm theo đi ha, mở ra rồi mày mò chơi đi. Rồi 50 phút gì đó mày mò chơi đi ha, rồi có gì hỏi thì hỏi.
thế mình thêm mấy cái cột Toto chứ, stock hoặc là free stock là ở đâu đây này? Đây này, chúng ta click cái này nha, anh nhìn vào đây này, click này, được chưa? Rồi search column này, rồi sau mình chỉ gõ một số cái từ đầu thôi là nó sẽ truy xuất đến cái chỗ tên thôi, chẳng hạn như là tôi thì mình là tôi T này, Thầy phóng màn TO. hình rộng lên thầy ơi. Hả? Thầy phóng màn hình rộng rộng lên xíu giùm em qua được không thầy? Rộng lên đó hả? Dạ, phóng to lên thầy. Không sao ta. Để coi nào, đúng không? Nó chỉ được cái bản vẽ chứ nó có dùng đây đâu trời. Đầu bấm gần tròn rồi lăn chuột giữa thầy. Nói chuyện trong cái phần biểu đồ mà, chứ còn cái phần chữ này nó không, phần chữ không thấy à? Nếu vậy thì tăng cái cỡ chữ nữa thôi chứ biết làm sao vậy, phần chữ này không thấy gì hết luôn. Ra có hơn không? Thấy rõ hơn chưa? Cái lớn hơn rồi này, lớn hơn rồi. 12 từ được không hay là tăng thêm nữa? Tô tô slack slack you can stop. Slack á. Bên Là free. cái nó có cái dòng là resource name, cái đó mình cần để không hay là xóa nó đi thế. Nói chung á, khi mà anh em mà xóa mấy cái này nó chả là cái gì cả, không ảnh hưởng, bởi vì mình có thể thêm lại bất cứ lúc nào mà. Xóa thoải mái, được chưa? Hai nó đi, mày xóa cái này gọi là hai, tức là những cái thằng này nó luôn 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 có mặt. Chúng ta chỉ có việc là show nó lên hoặc là hạ nó đi thôi. Nha. Thoải mái, chẳng hạn như Star Phoenix này như buồn buồn cũng hay luôn. Ok, cho nó gọn tí. À, mình hai nó đi rồi mình hai nó lại thôi. Đúng rồi, rồi sau đó là mình sẽ cho nó hiển thị lại, chả có gì cả. Thầy chỉ là em làm cái mà phần một lớn hai lớn đó thầy. Một lớn hai lớn là sao ta? Dạ cái phần là việc phần mỏng và thầy xung cái chỗ đó em làm rồi mà em quên mất tiêu rồi. À tức là bây giờ á, chẳng hạn như là cái tầng 1 đúng không? Là công tác tổng đúng không? Nó là công tác tổng của các công tác con, như là cốt thép rồi bê tông rồi cốt thép rồi bê tông đây đúng không? Đây anh chị Việt Tô này. Được chưa? Xong rồi vô cái phần là gì? Ở đây cái thẻ task nha. Anh vô cái chỗ này nè. Là nó có chữ indent này, indent tức là thụt vào á. Thì khi mà nó thụt vào thì cái công tác ngay phía trên nó là mặc nhiên trở thành công tác tổng. Ok chưa? Thầy thầy chỉ lại em cái khúc mà mình làm cái chỗ mà 8FF cộng 2 đây á, chỗ mà tháo vánh khuôn móng á thầy. À sao gõ vô hả? Đến cái chỗ đó là mình setup sao vậy? Cái chỗ này nói chung á là khi mình setup những cái quan hệ đó thì có hai cách. Một là anh chị click vào, click đúp vào nha. Thì nó sẽ ra cái hộp thoại là task information. Rồi vô mình vô cái thằng là predecessor này, mình sẽ bắt đầu là lựa chọn cái công tác mà nó có một quan hệ. Kiểu quan hệ rồi là lắc clip, đồng ý không? Thì đó là cái cách mà cơ bản và nó chuẩn chỉnh. Nhưng mà lại mình nhiều quá cho nên mình lười. Thì khi mà lười thì anh em có thể là nhập trực tiếp vô cái cột này, nhưng mà anh em phải nhập theo đúng như cái quy tắc của nó. Được chưa? Thế thì quy tắc nó là gì? Nếu như anh em nhập một con số vào đây á thì anh em phải biết là phải có thấy con số này không? Con số này là giống như con số ID của từng cái công tác á. Thì khi mà mình nhập con số 4 vào đây á, có nghĩa là cái công tác số ID số 4 này nè, nó là công tác đứng trước của công tác mà mình đang nhập là công tác số 5.
và cái mối quan hệ mặc định là finish star. Bên kia thì mình những việc nhập số 4 là vô đây là xong. Dạ. Ok không? Dạ. Còn khi mà chúng ta có những thông tin mà nó đặc biệt á thì bắt buộc chúng ta phải ghi đầy đủ. Ví dụ như ở đây á cũng là finish star thôi, chả là gì cả, nhưng mà nó có một cái gọi là lag 2 ngày thì anh em bắt buộc phải gõ là gì, 8, tức là với mối quan hệ với công tác số 8 này này là finish star cộng với 2 ngày. Cái ngày thì anh em có thể là viết tắt là cộng với 2D là tự nhiên nó hiện ra 2 ngày đó nha. Dạ rồi em hiểu rồi, cảm ơn thầy. Dạ, nếu như mà mình thực hiện trước đó 2 ngày thì mình trừ 2 ngày đúng không thầy? Đúng rồi, nếu như mà nó sớm thì gọi là lead thì mình sẽ là trừ 2 ngày nha. Nếu như mình gọi trực tiếp của đó là trừ 2D cũng được. Đúng, đúng. Vô trong information mình chỉnh vô ngay cái chỗ mà đúng. Nếu không thì click vô này. Lát á. Click vô xuống rồi. Đây. Đúng chưa? 32. Ok chưa? Dạ dạ ok thầy. Nói chung là sau khi anh sẽ đi lấy liên kết nó công tác đầu, bắt đầu thì công tác 2 bắt đầu sau 2 ngày thôi, không cần phải FS trừ lại đâu. Tôi cứ nghĩ là S cộng 2 ấy. Ừ, cộng 2 cũng được, tức là khi mà mình đã mặc định luôn rồi thì có thể là nó hiểu, nhưng mà để mà chắc ăn đó, tại vì trong thằng này nó sẽ có những cái quy định về ngày rồi là về tháng, về năm, thì có thể là trong cái cột này nó đã tự hiểu là ngày rồi, đúng không? Nhưng mà nếu như mà trong những cái trường hợp mà chúng ta tính là có cái month á, tức là tháng á, thì chúng ta hoàn có thể gọi chữ M. Được chưa? Thì tùy thôi, muốn chắc ăn thì gọi đây vô. Nói nôm na là ông nào làm xiên á thì sau khi mà học xong thì mở ra mày mò mỗi ngày đúng không? Thì nó sẽ quen tay với là đàn anh mình. Cái mình nhiều việc quá, cái môn này nó chỉ là một cái môn thôi, mình cũng ít khi mà mò tay vào lắm. Rồi tiếp tục, nói đi, hỏi đi. Chuyển cái biểu đồ màu xanh thành cái màu đỏ đó là sao thầy, hồi nãy thầy làm nhanh quá không? À, vô cái chỗ format này nè. Được chưa? Rồi sau là mình sẽ click vô cái chỗ là critical task, tức là mình sẽ cho hiển thị những công tác nào là công tác gan. Được chưa? Công tác gan thì nó sẽ chuyển sang là màu đỏ. Được chưa? Còn cái công tác nào mà không gan á thì nó vẫn giữ lại cái màu của nó là màu lam lam á nha. Được chưa? Format này. Ok chưa? Và cái vụ là option á thì anh em chọn vô cái chỗ là file option. Cái thẻ là thẻ event nha. Nâng cao và nâng cao đi cho nó oai. Được chưa? Rồi ở phía cuối cùng thì nó có sẽ có là gì? Task at critical. Tức là mình có thể là quy định xem là cái công tác như thế nào gọi là công tác gan. Thì mặc định là con số này là con số 0. Được chưa? Nhưng nếu anh em có thể là gì tăng lên một ngày, hai ngày để mà chúng ta tăng cái sự kiểm soát lên thì tùy. Được chưa? Nhớ nha, con số này có nghĩa là cái thời gian dự trữ toàn phần của công tác đấy. Thế đó khi mình để trong cái project option cái thẻ nào để mình chọn cái gắn thầy? Ở đây. Option này. Event. Event. Được chưa? Event xong là mình kéo xuống cuối luôn. Đây. Đổi thành 1 2 ngày đó tùy.
Ok cái bài này sau khi mà làm tới đâu anh em cứ lưu tới ha, các phần sau nó sẽ sử dụng cái bài này luôn cho nó tiện nha. Và khi mà chúng ta thi á, mình sẽ cũng ra một cái đề cũng gần như tương tự cái bài kiểu thế này, thì anh em cứ nhập cũng như là mình học đó, là xong là đậu. Ok chưa? Đó, đơn giản vậy thôi. Tức là cũng bao gồm các bước như là gì, thứ nhất là thiết lập những cái option, rồi là sau đó thiết lập lịch công việc, rồi gắn lịch công việc, rồi là có một cái bảng thì bắt đầu là nhập gì, nhập cái công tác, nhập thời gian, nhập mối quan hệ, được chưa? Rồi sau này chúng ta sẽ nhập những cái như là nhập vật liệu, gắn vật liệu, được chưa? Xong rồi thì bắt đầu là gì, sâu ra những cái biểu đồ. Ok. Được chưa? Dạ thầy, chỉ lại hồi em làm cái chỗ mà cái từng một đó, xuống tổng cộng là từng một về chỗ phần thân này, hai lần phần thân rồi đó thầy. À, cái phần thân này nên nhớ là nó khác với phần móng, với phần hoàn thiện là bởi vì nó thụt vô thêm một cấp, đúng không? Thế thì đầu tiên á, đầu tiên là anh tô hết từ tầng 1 đến tầng 3 này, tầng 2 chứ quên, có hai tầng này, được chưa? Anh thụt vô. Ok không? Thôi bây giờ thụt luôn đi, là ví dụ như bây giờ là nó như thế này. Đúng chưa? Nó là như thế này đúng không? Phần thân là bao gồm tầng 1, tầng 2 như thế này đúng không? Ok chưa? Thì bởi vì phần thân này là nó có hai cấp, cho nên là đầu tiên mình sẽ tô hết từ tầng 1 đến tầng 2. Hết luôn chưa? Mình thụt một lần. Được chưa? Thì thành phần thân nó thành là tổng của bên này. Nhưng mà mình cũng biết là vì tầng 1 là tổng của những thằng nhỏ này, cho nên là mình sẽ thu tính hơn nữa. Tôi những công tác mà thuộc tầng 1 đó. Ý em nói là cái phần thân đó là mình thiết lập công thức thế nào để cho nó hiểu là nó có mấy nhiêu đó. Em có làm rồi mà em làm hôm trước rồi giờ quên mất. Ủa? Là sao công thức gì? Thì cứ thuộc thôi chứ công thức gì đâu. Không phải, em không nói cái từ thuộc vô cái em nhớ là cái từ phần thân này này là gì đó. Mình ví dụ cái phần từng một chẳng hạn thì mình quẹt tròn hết cả cái công tác từ số 13 cho đến hết số 10 10 đến hết số 10 17 18 rồi là coi như chọn vô cái gì đó là để nó hiểu được là cái từng một là nó quản lý những cái mười mấy số đó, số mười mấy đó. Có thể em diễn giải thầy không không hiểu được cái Khoan khoan để mình khoan khoan để mình hiểu ý anh rồi, đợi chút. Tức là có hai cách để chúng ta thiết lập công tác tổng, được chưa? Cách này á, là nó phù hợp với cái việc là chúng ta đã chuẩn bị một cái bảng trong Excel và chúng ta chỉ việc thụt ra thụt vào thôi. Còn cách thứ hai á, còn cách thứ hai nha, mình ví dụ là anh em không chưa có công tác tổng, được chưa? Anh em chỉ có gì, chỉ có là những cái công tác con này thôi. Thế thì anh em muốn tạo một công tác tổng cho những cái công tác con mà anh em đang tô này này, thì anh em sẽ vô Dạ. phần task này đúng không? Rồi anh em sẽ nhấn vô cái là gì? Summary. À dạ 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 Thì khi anh ok em nhấn summary này thì nó sẽ tự động có một cái công tác mới ở ngay dạ trên dạ đầu. dạ ý em hỏi là hỏi cái đó đó, em quên Ok. mất cái đó. Dạ cảm Nó ơn phải thầy. có hai cách. Được Dạ chưa? dạ rồi rồi ok em cảm ơn thầy. Ok, mất chi. Được hết chưa?
Sao nhà tất cả được chưa ta? Còn hỏi gì nữa không? Thầy cho em hỏi thêm một tí nữa thầy. À, hỏi. Ví dụ là mà cái từ phần móng đây nè mà mình chọn xong mình xuống một phát một thì hết cả cái dự án luôn rồi, thì bây giờ mình sửa lại là mình sửa lại bằng cách nào thầy ha? Đơn giản thôi, anh tô lại xong rồi anh có cái nước nút này nè, bảy mình làm rồi đây. Ao đen thôi. Nè, thụt ra ngoài lại. Thụt vào trong. Ok nha. Tức là cái dụng mà thụt ra thụt vào này nó khá là linh động. Nó giống như là trong Google Excel mà. Tại vì nó như thế này, cái đó thì cái thụt ra thụt vào là xong rồi, nhưng mà ví dụ cái phần móng á em lỡ ở ban đầu em chọn xong chọn hết chín cái hạng mục đấy thôi, nhưng mà mình copy chín cái hạng mục đó mình copy dưới á, lỡ như vậy là bây giờ cái thời gian mà cái duration á là nó tổng hết cả cái công trình luôn này, thay vì cái tổng công trình đó cái duration của tổng công trình đó là của cái đối tượng nhà ở gia đình á thì nó mới hiển thị là tổng tiến độ, nhưng mà bây giờ nó lỡ ra là trong cái phần móng á cái duration nó chọn là 96 ngày rồi, ở đây là em chưa có chọn mấy cái kia cho nên nó ra 90 mấy ngày đấy, mà bây giờ em muốn sửa nó lại cho của cái hạng mục phần móng đó thôi, thì mình sửa cách nào để nhưng mà xóa đi xóa cái ô phần móng lên cái là nó xóa hết toàn bộ cả cái file luôn. Là sao nhỉ? Đợi chút thôi. Chưa hiểu lắm cái vấn đề nhỉ. Chưa hiểu. Bây giờ nhìn Ở lại quan cái đây đây phần đây. móng của mình á là mình tặng cái bên cái cột duration á, thấy không? Rồi duration, rồi bây giờ nói cái Cái duration. phần móng của mình nó sẽ cộng cái thời gian mà từ cái số 3 cho đến cái số 9 thôi, đến số Ok, 10 thôi. đồng ý. Nhưng mà bây giờ em lỡ em nó trên phần móng đó nó cộng một phát một là hết cộng cái thời gian tiến độ cả cái công trình rồi. Tức là cả phần thân luôn, tất cả luôn. Và hết cả luôn rồi. Thì Ok. bây giờ mình điều chỉnh lại bằng cách nào? Thì khi mà chúng ta, tức là khi mà anh mà làm như vậy có nghĩa là cái level của anh nó bị sai, thì chỉ đơn giản là chỉnh lại cái level cho nó đúng là nó sẽ tự động tính lại thì có gì đâu. Đây này, ở đây nè, có các loại level này. Đây này anh em để ý này, có level này, mình sẽ có các level như sau này. Level 1 á là nhà ở gia đình này. Level 2 á là chúng ta sẽ có phần móng phần thân hoàn thiện này. Level 3 là sẽ có những cái linh tinh khác, nhưng mà trong cái phần thân này thì level 3 nó chỉ xếp tầng 1 tầng 2 là level 3 thôi, được chưa? Rồi sau đấy là chúng ta sẽ thêm một cái level nữa, đúng không? Thì anh phải điều chỉnh những cái level này nó chuẩn chỉnh là máy nó tự động tính lại cho anh hết chứ có gì đâu. Giờ thầy kéo xuống luôn hết thanh cho em chụp một cái luôn thầy. Cái thanh là cái nào? Dạ ý là kéo xuống hết cái phần hoàn thiện luôn nhé thầy. Đây. Dạ. Ủa chưa làm sao mà phải chớp? Cùng làm nè. Dạ. Rồi em cảm ơn. Thôi thì cứ túc tắc ha. Cái tinh thần á là chúng ta sẽ học tới đâu chắc tới đấy. Nói chung cái môn này nếu như mà tính về trò thì lắm trò lắm, đúng không? Nhưng mà chúng ta học tới đâu chắc tới đấy. Đấy, cũng không có nên là quá vội vàng, nhưng mà cũng đảm bảo là gì, phải đạt được những cái cơ bản, ví dụ như là tiến độ, rồi là nguồn lực, rồi là chi phí, nó phải đầy đủ.
Còn riêng cái phần tracking á thì mình hy vọng là mình sẽ kịp để nói ít nhất là một buổi ha. Tracking tức là khi mà chúng ta đã có kế hoạch rồi, chúng ta sẽ update dự án á, thì cái đấy nó sẽ lằng nhằng hơn chút xíu. Nhưng mà để hiểu cái đấy thì cái trước là phải nắm chắc đã, chứ còn không thì cũng chả hiểu gì. Thì chúng ta cứ túc tắc thôi nha. Rồi bây giờ cái phần mà tiến độ với là những cái công tác này xong chưa? Cố gắng là xong trước khi giải lao ha. Rồi sau khi mà giải lao vào thì mình sẽ nói về cái phần là resources, tức là những cái nguồn lực, cách khai báo, ít nhất được cách khai báo ha. Nhưng mà cứ từ từ thôi, anh em có hỏi gì cái này thì hỏi cho xong đi rồi sau đó giải lao. Thế còn không thì thế này cho nó nhanh đi. Giải lao thì chắc cũng tầm 25 nửa tiếng đúng không? Thì anh em cứ tiếp tục mày mò được chưa? Rồi sau khi mà trở lại á, thì có câu hỏi gì thì mình giải quyết. Giải quyết xong thì mình sẽ chuyển sang cái phần là nguồn lực, đồng ý không? Dạ được thầy. Ok ha, rồi nha, mày mò đi, thoải mái đi. Thầy cho em hỏi thêm tí này. Rồi, thầy, okay. Sao mình xóa, sao em xóa cái một dòng là dưới là tất cả những cái hàng, cái dòng phía dưới nó xóa thế đó. Tức là nếu như mình phải xóa một cái hàng bất kỳ đúng không? Dạ. Yeah. Thì đương nhiên là những cái thằng dưới nó sẽ bị ảnh hưởng rồi. Tại vì lúc này á là cái số thứ tự này, anh có thể thấy cái số này không? Tức là nó sẽ update theo thôi, nó sẽ update theo chứ chẳng có gì cả. Nhưng mà khi mà có một mối quan hệ nó bị gãy á thì nó sẽ bị vấn đề cái chỗ đấy, thì mình phải rà soát lại toàn bộ chứ sao giờ? Đơn giản vậy thôi. Là ví dụ một cái số đó nó bị xóa cái này, dự kiến nó xóa mất hết dữ liệu luôn á, nó xóa mất hết luôn á chứ không phải là. Ủa sao hết được? Ví dụ nha, bây giờ mình xóa cái này để mình lưu xong mình xóa này. Ví dụ như bây giờ mình xóa cái thằng là bê tông cột tầng này đây, được chưa? Rồi xóa vậy thôi, chứ có gì đâu. Chắc của em nó bị xóa mất tiêu. Mà giờ bây giờ để xóa thì chúng ta tô ha, tô xong rồi nhấn cái nút delete là nó xóa nha. Này thầy vào nó chọn mấy cái level nó nằm trong cái chỗ nào thế ạ? À, level là nói chỗ view này. View. View thì có cái phần là outline. Thì mặc định á là nó đang show toàn bộ những cái level. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể là kiểm soát level bằng cách là gì chỉ cho show level 1 hoặc là gì chỉ cho show tới show level 2, level 3 gì đấy. Ok chưa? Yeah. View. Thì cái này sẽ rất là tiện khi mà chúng ta cần kiểm soát một cái dự án lớn. Thì như mình nói trong cái cuộc breakdown structure là dự án chúng ta chia ra ít nhất là 3 level hoặc nhiều hơn, được chưa? Thì có thể là một số dự án nó có lên tới 5-7 level, thì mình quản lý cái level trong này nó cũng tương đối là tiện. Còn nếu không thì mình cứ quản lý tay bằng cách là gì, nhấn nút cái chỗ mũi tên này nè thì nó sẽ thu ra rồi nó phóng vào thôi nha. Nói chung là có nhiều cách để chúng ta làm những công tác như vậy. Anh em mà có thời gian hoặc là tâm huyết với cái phần mềm này á, thì cứ mở ra train hàng ngày, đúng không? Mở ra thì tự nhiên là mình sẽ quen thôi. Kiểu như lái xe, lái nhiều thì quen tay, có gì đâu. Lúc anh em còn rành hơn cả mình nữa, đúng không? Tại vì mình bao nhiêu việc làm chứ mình cũng đâu phải là chỉ có mỗi cái này. Bây giờ bên chỗ mà Revit nó bên Revit nó sau khi vẽ Revit xong nó xuất ra cái phần mềm gì đó nó giảm, em quên mất tiêu tên này, nhân viên em của em hay làm đó, coi như là nó xuất ra cái hình thức cái dạng biểu đồ y chang như cái bản đồ Revit cái project này luôn này. Navit hả? Navit Word hả? Revit, giờ Revit nó xuất ra, mình vẽ thiết kế xong nó tự động nó xuất ra luôn à. Nó sẽ cái nó mình dùng cái Navisworks đấy. Navisworks là một cái cũng dùng để quản lý á. Navisworks. Em cũng không nhớ, nhưng nhân viên của em nó hay làm vì mình cần mà xét mấy cái bảng tiền đồ ra là nó xét phát một ra luôn. Nó khỏi gõ lóc cốc nữa. Thì thực ra nó gõ hay không á là nó cũng do mình.
có thể là trong đấy nó đã chỉnh trước rồi thì nó sẽ xuất ra theo cái thông số mà mình chỉnh, chứ làm sao máy nó tự động nó làm tiến độ cho mình được, đúng không? Nhưng cái thằng Revit nó có một cái thế mạnh là gì, là nguyên cái quy trình mà từ thiết kế, từ kết cấu điện nước rồi là kiến trúc, được chưa, là nó chung thành một file, rồi sau đấy là nó dùng cái khối lượng trong đấy, nó có thể bóc tách khối lượng, nó dùng tại vì nó 3D mà nó bóc tách khối lượng, rồi sau khi có khối lượng có định mức rồi á, thì từ đấy nó mình có thể là lập tiến độ dựa trên cái khối lượng mà đã bóc tách ra, thì nó giống như là thành một cái chuỗi như vậy, ok không? Còn về cái nguyên lý á, thì nó cũng chỉ vậy thôi, nguyên lý quản lý giá là chỉ có vậy thôi, còn từ cái phần mềm mà mình sử dụng mình hồi xưa cũng có xài cái thằng đó, nhưng mà từ khi mà học về cái ngành quản lý giá đó thì mình không có đi sâu vào cái phần là thiết kế nữa, thì mình cũng như là đứng cái ngoài quan sát thôi. Cái thằng đấy nó đòi hỏi là một cái cấu hình nó phải mạnh thì làm nó mới đã, chứ còn không máy mà phọt phẹt nó chạy lèo tèo chóng. Dạ đương nhiên là mình dân chỉ thật thiết kế máy phải mạnh. Em mua một cái quạt tay xanh 47 triệu, một cái CPU, một cái xanh cho nó render nó chạy thì đúng rồi. Chẳng hạn như anh ấy là bên công ty đúng không, hay là bên gì đấy chuyên về sản xuất, anh đầu tư một cái máy 4 mấy triệu 5 mấy triệu, nhưng mà cái máy đấy là giúp cho mình công việc ra tiền thì mình mua. Còn mình bây giờ mua về chẳng hạn đi dạy phọt phẹt được mấy đồng mà mua cái máy đấy mà tiêu, đúng không? Cho nên là thôi mình chuyển sang học cái món là kỹ thuật quản lý, thiên về những cái như là data này nọ phân tích, thế còn không có đi sâu vào cái mô hình nữa. Thầy ngoài đi dạy thầy có làm thêm gì nữa không thầy? Thì hồi xưa thì có, nhưng mà từ khi về nước giờ thì mình chưa có làm, tại vì mình bây giờ là mình muốn nghiên cứu, bây giờ mang tiếng là tiến sĩ nước ngoài về thì nghiên cứu, chứ còn bây giờ mà đi ra ngoài cạnh tranh công việc với mấy anh em kỹ sư thì sợ mang tiếng quá. Thì nó thầy giỏi quá mà thầy đang năm trẻ mà theo tiến sĩ luôn rồi. Ôi giời ơi, bình thường có gì đâu, mình ra nước ngoài mới thấy là nhiều người trẻ, mình bình thường. Rồi thôi, giải lao chút xíu ha anh em ha. Nha. Dạ vâng ạ. Rồi anh em cứ mày mò đi.
Rồi, có ai có hỏi không ta? Trước khi mình chuyển sang cái chương mới. Dạ có thầy ơi. Thầy cho em hỏi cái là mình nhập tiếp tiếp cái xịt phía dưới á. Mình nhập tiếp mấy cái dòng phía dưới là nó mặc định nó còn cái tổng tiền đồ cho cái phần trên đấy luôn ở đây. Rồi sao? Mình ngắt ra được tại vì này thầy chỉ cho cái level đó mà trong cái ấy của em không có cái thẻ format nó có riêng được đấy. View. Rồi là cái dòng outline này nè. Thế để em chút xíu em xử lý nghe thôi. Được không? Dạ em đang sửa lại cái này. Ok. Rồi còn ai có hỏi khác không? Dạ thầy, cái chỗ mà hồi nãy thầy vô cái option không vô cái inventory đấy thầy. Thầy chọn 2 ngày mà cái đường găng gì thầy. Cái đấy nó có thầy chọn 2 ngày hoặc 3 ngày gì á, nó có hiện lên cái bảng tiến độ này mà nó hiện lên nằm chỗ nào thầy? Đây nè, tức là vô trong cái thẻ là event đúng không? Thì là dưới này là không hoặc là 2 ngày. Thì như mình nói á, là khi mà chúng ta chọn cái critical task á, có nghĩa là chúng ta sẽ chọn những công tác găng nào mà được chọn á, thì anh em để ý nè. Ví dụ như ở đây đúng không? Khi mà mình chọn cái thằng là format này, mình nhấn cái critical task này á, thì những cái công tác nào gọi là công tác găng thì nó sẽ đỏ lên đúng không? Còn công tác nào không phải găng thì nó xanh đúng không? Đúng chưa? Mà công tác găng á, được định nghĩa là gì? Là công tác có thời gian dự trữ bằng 0. Có nghĩa là những công tác này mà trễ thì dự án sẽ bị trễ. Đúng chưa? Những cái công tác mà màu xanh này nè là những công tác không phải găng. Những công tác này nó có thời gian dự trữ lớn hơn 0. Có thể là bằng 1, bằng 2, bằng 3 gì đấy. Nhưng mà rõ ràng á là một công tác mà có thời gian dự trữ chỉ 1 hay 2 ngày thì nó cũng là nguy hiểm đúng không? Đúng không? Và chúng ta có thể có nhu cầu là gì? Chúng ta muốn kiểm soát những công tác mà có thời gian dự trữ nó ít. Thế thì cái option này nó cho phép chúng ta làm cái chuyện đấy. Đấy, option vô cái event này phía dưới này thì nó sẽ nói là gì? Nó cho phép chúng ta định nghĩa lại thế nào là công tác găng. Một công tác được gọi là critical, thực ra là ý là công tác là công tác mà nguy hiểm á, công tác mà thiết yếu á, cần phải kiểm soát. Nếu như mà cái thời gian dự trữ của nó nhỏ hơn hoặc bằng mặc định thì là zero đúng không? Theo như đúng là sách vở. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể là chọn là gì? 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc 3 ngày, 4 ngày tùy mình. Tùy cái mức độ mà mình muốn kiểm soát. Ví dụ như là bây giờ mình cho 2 ngày. 2 ngày nghĩa là sao? Nghĩa là những cái công tác nào mà có thời gian dự trữ bằng 2 ngày hoặc nhỏ hơn thì cũng đều là công tác găng hết. Thế thì bây giờ mình ok một cái thì chúng ta để ý này, lúc này chúng ta thấy là hai này á, mấy thằng màu xanh này là đang màu xanh đúng không? Mà lúc nãy mình show cho anh em xem rồi, mấy thằng này là có công tác dự trữ là mấy, có cái tổng thời gian dự trữ là mấy, là 2 đúng không? Đúng không? Cũng có nhớ không? Dạ, thời gian dự 2 ngày này. Là ở đây là mình muốn ví dụ thôi, còn 2 hay 1 ngày là do các anh chị đúng không? Muốn kiểm soát thế nào? Mình chỉ ví dụ là gì? Những cái công tác này nè, lúc nãy nó không phải là công tác găng. Và nó có thời gian dự trữ là 2 ngày. Được chưa?
Tuy nhiên khi mà mình đổi góc sần này thành 2 ngày thì nó cũng sẽ trở thành công tắc căng luôn. Anh em để ý là nó đang màu xanh đúng không? Mình ok phát là chắc chắn thành màu đỏ này. Nhìn nha, màu xanh. Đấy. Lúc này nó đã trở thành là gì? Critical rồi. Đồng ý chưa? Và nếu như muốn trở lại bình thường á thì bỏ cái chọn này đi. Bỏ chọn này thì nó sẽ không sâu ra cái công tắc găng nữa. Ok. Dạ rồi. Rồi có hỏi gì nữa không? Chưa này ổn chưa? Nếu anh nào mà thấy cái chương này á, đặc biệt là lúc mà chúng ta nhập nó còn lơ tơ mơ đó, thì mình khuyên là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể là mở một file mới và làm lại các bước, chẳng hạn như là từ cái bước mà lập cái thời gian biểu luôn, lập cái lịch luôn, gắn lịch rồi là nhập lại từ đầu, đúng không? Làm vài ba lần là đảm bảo suôn sẻ, đúng không? Quen tay nhá. Nói chứ bạn chứ cũng không có bí kíp gì đâu. Được chưa? Ok thầy. Ok ha. Bây giờ mình sang chung được chưa? Hay là hỏi tiếp? Ờ hỏi. Ví dụ như cái phần móng như thầy, mình nhập thiếu một cái công tác và mình muốn thêm một công tác vô, mình làm sao thầy? Chèn thôi, cho chèn thoải mái mà, chuột phải, insert task này. Ok chưa? Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Ừ, đơn giản mà. Ổn hết rồi đúng không? Không thầy ơi. Rồi chắc nha, tắt nè, qua chương mới nè. Em hỏi thêm tí nữa thầy ơi. Rồi hỏi. Thầy làm cái tiến độ tổng trên á, là mình quét hết toàn bộ cả cái một lần, hai lần, ba lần. À. Rồi là mình chọn summary vâng thầy. Thì như mình nói với anh lúc nãy á, là nó có hai cách để nhập, là để mình mở lại này hay để mình mở cái file mới luôn này. Cái đó nó cũng giống như cái group in group trong Excel. Anh chọn những cái vùng mà cùng group vô một cái nhóm á, thì anh kích vô cái mũi tên màu xanh đi vào hướng tay phải mình đây, nó group vô thôi. Bởi vì cái phần mỏng á, mình nhập mấy cái số liệu dưới là nó cứ nó tròn, nó làm tiến độ tổng luôn nè. Chứ nó khi nào mà anh đúp của mấy công tác con vào với cái phần móng á, là coi như cái phần móng nó bao quát hết à. Nó chọn cái ngày bắt đầu của công tác đầu tiên, nó tới công tác cuối cùng á, cái ngày cuối cùng của nó là nó sẽ rút lại. Và bây giờ mình nhắc lại một lần nữa nha, có hai cách để mình nhập cái công tác tổng, được chưa? Yeah. Cách đầu tiên á là chúng ta lường trước là công tác tổng là gì, thì chúng ta sẽ gọi là công tác tổng, được chưa? Rồi đây là công việc 1, công việc 2, công việc 3, được không? Và nếu như chúng ta muốn công việc 1, công việc 2, công việc 3 là thằng con của tổng này, thì chúng ta chỉ việc là gì? Tô. Ok không? Tô xong thì tới cái phần task này, có cái thằng là indent, tức là thụt vào. Thì khi mà nhấn thụt vào một cái á, thì mặc định là cái thằng ngay phía trên nó sẽ là tổng của những cái thằng mình đã chọn. À dạ dạ. Ok chưa? Còn một cách nữa là gì? Một cách nữa chẳng hạn như là bây giờ mình có cái công việc 4, công việc 5, công việc 6. Chẳng hạn như là công việc 4, công việc 5, công việc 6 nó sẽ là, ủa bây giờ nó đang là con thằng này rồi. Tức là bây giờ mình muốn chèn, mình muốn một cái công tác tổng của công việc 4, công việc 5, công việc 6 mà hiện giờ mình chưa có đúng không? Thì cách làm là gì? Là chúng ta sẽ tô nó đi. Được chưa? Và trên cái thẻ task này
là chúng ta vô cái thằng là cộng summary, tức là như này, yeah. Insert summary task, tức là mình sẽ chèn một cái công tác tổng, mà công tác tổng này sẽ là tổng của những cái thằng mà mình đang tô đen á, yeah, yeah. Đến nha, đó thì vậy thôi. À dạ được, cảm ơn thầy. Okay, dạ, được rồi. Dạ. Ok nha. À, cảm ơn Tâm á, cảm ơn thầy á. À, không có gì. À, được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ qua chương mới ha. Thật ra cái thằng phần mềm Microsoft Project này nó tương đối là phổ biến. Tại vì như mình dạy môn quản lý dự án đúng không, mình cũng chia sẻ rồi, cái môn quản lý dự án không phải là độc quyền của ngành xây dựng mà rất là nhiều ngành người ta học cái môn này. Và cái chứng chỉ mà quản lý dự án quốc tế đó thì nó cũng là chứng chỉ chung chứ chả có bao giờ mà nói riêng cho một ngành nào hết. Thì cái đó nó rất là phù hợp với cái thằng Microsoft Project luôn, vì cái thằng này nó sẽ linh động khi mà chúng ta áp dụng những cái ngành nghề khác nhau. Cho nên là anh em mà có học cái này á thì cũng tin cũng là vậy, cũng gọi là có cái cơ hội đúng không để mà ứng dụng cũng khá là nhiều đó, chứ không phải không. Tại vì hầu hết hiện nay trong ngành xây dựng nó vẫn xài cái thằng này anh em. Như mình nói thằng này, thứ nhất là nó tiện, thứ hai là nó nhẹ và nó cũng khá là chuyên nghiệp. Như mình chia sẻ là cái dự án mà Long Thành đúng không, sân bay Long Thành là người ta cũng xài thằng này mà đó, cho nên anh em đừng có lo cái gì cả, ok chưa. Ngoài ra là vậy, những cái dự án mà rất là nhỏ như là vậy, tổ chức sinh nhật đúng không, bữa trước mình có nói tổ chức sinh nhật, hoặc là dự án mà nó chỉ liên quan đến cho công tác thiết kế hoặc khảo sát tùy theo chuyên môn của anh em hoàn toàn có thể là sử dụng cái phần mềm này một cách nó nhanh chóng gọn gàng đúng không đó. Còn những cái phần mềm mà nó chuyên về thi công sâu chẳng hạn như Navisworks á, thì thực sự những cái phần mềm đó nó phải đòi hỏi một cái đội ngũ đủ chuyên nghiệp, nó không chỉ là bên nhà thầu chuyên nghiệp đâu, mà phải nguyên cái bộ sậu là gì, từ tư vấn quản lý dự án, từ thiết kế, từ tất cả các bên đều phải là chuyên nghiệp thì nó mới sử dụng cái đó nó phát huy sức mạnh được. Chứ còn bây giờ mà chúng ta mà sử dụng một cái gọi là nó pro quá đúng không, mạnh quá, nhưng mà những cái người mà hợp tác chúng ta đó, người ta không xài á thì nó cũng không ăn thua. Thì đó là cái lý do mà mình học về quản lý dự án, mình không có muốn đào sâu về cái thằng Navisworks là vì vậy. Bởi vì nó thứ nhất là nó chuyên môn cho ngành xây dựng đúng không, chuyên môn sâu quá. Thứ hai là nó đòi hỏi cái sự hợp tác mạnh mẽ giữa các bên khi chia sẻ cái thông tin, thì nó mới là có cái, nó mới phát huy được cái ưu điểm, ok ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói về cái chương 4 là về nguồn lực, nguồn lực, resources, nguồn lực. Hôm nay mình sẽ lần lượt trình bày. Thứ nhất là nguồn lực trong dự án là cái gì, trong Microsoft Project là cái gì. Thứ hai là cách tạo nguồn lực. Thứ ba là phân bổ nguồn lực vào trong dự án. Và cuối cùng là chúng ta sẽ hiển thị những cái phân bổ này nha. Rồi sang phần thứ nhất, nguồn lực trong cái Microsoft Project. Thế thì nguồn lực là cái gì? Đầu tiên mình sẽ nói về loại nguồn lực đi, các loại nguồn lực. Nguồn lực nó là tất cả những thứ mà mất tiền, mất chi phí để mà sử dụng. Ví dụ người, con người, vật liệu, máy móc, rồi là năng lượng, thậm chí là cả bất động sản đúng không, kiểu vậy. Đất đai, những cái vật mà cố định, tức là những cái tài sản cố định á, thì chúng ta đều có thể là quy về gì, nguồn lực hết. Được chưa? Thế thì chúng ta đã học cái cách mà dự án, cái cách mà tạo ra cái list công việc, rồi là cái cách mà tạo tiến độ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là gì, để mà một cái công tác có thể hoàn thành thì chúng ta bắt buộc phải xác định và phân bổ nguồn lực vào trong cái công tác đấy thì mới hoàn thành được công tác đấy, ok chưa? Chứ đâu thể nào một công tác mà nó tự hoàn thành được, chúng ta phải tốn nguồn lực cho nó. Thì trong cái thằng Microsoft Project á, nó sẽ cung cấp cho chúng ta ba loại nguồn lực, ba loại nguồn lực. Với ba loại này là đủ để mà cover, đủ mà để bao hết các loại nguồn lực có thể có. Đó.
trong thực tế. Ok chưa? Nguồn lực đầu tiên có tên gọi là work, nguồn lực thứ hai là material, và nguồn lực thứ ba là cost. Được chưa? Nguồn lực work nó thường được dùng để mà mô tả nguồn lực về con người và máy móc. Vì sao? Vì hai cái nguồn lực này á, có cái đặc thù là gì? Là làm việc theo thời gian, và cái chi phí cũng được tính toán theo thời gian luôn. Ok chưa? Chẳng hạn là số công, số tiền công trong một ngày, số tiền công trong một tháng, số tiền công trong một giờ, kiểu vậy. Thì đó là cái loại nguồn lực thứ nhất. Là nguồn lực thứ hai là nguồn lực kiểu như là vật liệu. Chẳng hạn như là bê tông bao nhiêu mét khối, đúng không? Gạch thì bao nhiêu tiền một viên. Rồi là thép bao nhiêu tiền một tấn. Hoặc là kính bao nhiêu tiền một mét vuông. Kiểu vậy. Và một loại nguồn lực nữa, nó cũng có thể là gì? Hỗ trợ hai nguồn lực còn lại. Nó chỉ đơn giản là chi phí thôi. Chi phí. Tại vì anh em biết là gì? Trong thực tế có một số cái công việc á, hoặc là một số cái chi phí mà chúng ta không thể nào mà gắn gọi là theo nhân lực hay là theo vật liệu được. Nó chẳng là qua một cái chi phí cố định nào đó thôi. Đúng chưa? Ví dụ như là chúng ta thuê một cái ông nào đấy, một chuyên gia nào đấy, hoặc là chúng ta mua một cái, chúng ta đặt hàng một cái dịch vụ gì đấy. Ok không? Đó thì chỉ đơn thuần là tiền thôi nha. Thế thì nó sẽ có ba loại như vậy. Rồi, đây là cái phân tích kỹ hơn này. Đó, như mình nói lúc nãy thôi. Work là gì? Là người và nhân lực, được chưa? Cần thiết để mà hoàn thành cái công tác đấy. Và cái chi phí này nó phụ thuộc vào cái thời gian sử dụng. Vật liệu, material, nó là những cái vật liệu cần thiết cho công việc. Đó, ví dụ như là bê tông, thép, rồi là cát, được chưa? Và cái chi phí này có đặc thù là gì? Là nó không có bị ảnh hưởng bởi cái thời gian sử dụng. Nó không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Nó chỉ là gì? Phụ thuộc vào khối lượng thôi, đúng không? Ví dụ bao nhiêu tiền một mét khối, kiểu vậy, được chưa? Và cái cuối cùng là cost, là cái chi phí cố định mà nó cần cho cái công tác. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là cái chi phí để mà vận chuyển, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình nói là để có một cái, để có một nhóm những cái công nhân hàn đi, bậc rất là cao, được chưa? Thì đôi khi công nhân hàn là bậc cao thì còn VIP hơn cả kỹ sư nữa, tại vì khó kiếm. Thế thì bây giờ để mà có những ông đấy mà có mặt tại công trường á, thì chúng ta phải là sao? Phải dự, phải gọi là đưa đón, được chưa? Thì bây giờ nếu như mà cái chi phí đưa đón đấy mà lại tính theo cái kiểu là gì, là thuê xe rồi là bắt đầu là tiền xăng tiền cộ linh tinh quá, thì chúng ta hoàn toàn có thể gói gọn là gì, là cái chi phí vận chuyển, được chưa? Sao? Hoặc là gì? Chi phí quảng cáo, liên quan đến quảng cáo, đây là liên quan đến những cái dự án khác ha, ví dụ như là dự án mà nó liên quan đến những cái doanh nghiệp gì đấy chứ không phải là xây dựng. Hoặc là xây dựng thì nó cũng có thể là liên quan đến những cái công tác khi mà bán hàng nha, rồi là cái chi phí mà giao tiếp, hoặc là cái training, tức là cái đào tạo, vân vân. Đó thì nhớ là những cái này như này chúng ta có thể là gắn một cost bằng một cái chi phí thiết cứng cố định. Ok ha. Thì đó là ba loại nguồn lực. Thế bây giờ nói một chút xíu nữa này, nói một chút xíu nữa. Chúng ta vẫn nhớ cái công thức là gì? Work bằng cái duration, đúng không? Mà nhân với cái resource units. Đó. Work là cái gì? Work là tổng cái số giờ công cần thiết để mà hoàn thành một cái công tác. Được chưa? Nhớ không? Nhớ lại chưa? Cái duration á thì luôn luôn tính là bằng ngày. Theo như cái setup của chúng ta là chúng ta setup theo ngày, là cái số ngày cần thiết để mà hoàn thành cái công việc đấy. Còn cái resource unit á, nó là cái số nguồn lực mà chúng ta gán cho cái công tác đấy. Thì nói nôm na là gì? Ví dụ như là ông có hai ông công nhân,
được chưa? Hai công nhân và làm cho chẳng khoảng như là gì, làm cho 3 ngày được không? Thì chúng ta sẽ có là gì, chúng ta sẽ có 2 nhân với 3 là 6 ngày công, đồng ý không? 6 ngày công, 6 ngày công mà một ngày là 8 giờ đúng không? Đó thì ông nhân lên, ông sẽ ra được là gì, tổng số giờ công cần thiết. Thì đó là cái công thức, ok chưa? Chả có gì để bàn nữa, đó là cái công thức. Vấn đề là gì? Vấn đề là khi mà chúng ta có một công tác đúng không? Có một công tác A đây, công tác A, công việc A, được chưa? Có một công tác. Ban đầu thì chúng ta cũng gắn cái duration ngon lành ấy, là D đó, duration đúng không? Gắn ngon lành, được chưa? Rồi sau chúng ta cũng gắn gì? Cũng gắn số công nhân, ví dụ như là 2 công nhân, gắn ngon lành. Nhưng mà sau một hồi ấy, suy nghĩ lại, hoặc là trong thực tế hay sao đấy không biết, thì mới thấy là gì? À, con số này nó không hợp lý. Thế thì ông mới là gì? Một là ông bổ sung thêm công nhân, hai là ông thay đổi cái duration này. Thế thì rõ ràng khi mà ông thay đổi cái duration hoặc ông thay đổi công nhân á, thì cái công thức này á, bởi vì ba giá trị này nó liên quan đến nhau mà, nên là gì? Nó cũng sẽ thay đổi theo, đúng chưa? À, thế thì cái thằng MySuite Project á, nó sẽ thay đổi theo cái nguyên tắc như cái hình này, như cái hình này. Thì chúng ta nhớ là gì? Cái task style chúng ta là có 3 loại. Một là fixed duration, hai là fixed units và ba là fixed work. Được chưa? Thì mình hay khuyên anh em là gì? Đối với Việt Nam mình á, thì thường là fixed duration. Tại vì cái này là cái chúng ta hay ước tính đầu tiên, hay ước tính đầu tiên và luôn luôn là cái mối quan tâm đầu tiên trong cái kiểm soát tiến độ. Thì chúng ta nên để cái fixed duration, được chưa? Nên để fixed duration. Đó. Thì cái sự thay đổi á, nó sẽ không có quá bất ngờ anh em, được chưa? Chứ còn nếu như mà anh em mà để cái fixed unit này á, để cái fixed unit này đúng không, rồi sau đó anh em thay đổi những cái như là công nhân, thì lập tức là gì, là cái duration này nè, nó sẽ dễ bị thay đổi, ok chưa? Chẳng hạn như anh em để mà fix cái unit đúng không, rồi sau đó anh em sẽ thay gắn thành công nhân, hay là trong quá trình mà anh em thay đổi cái nguồn lực á, thì cái duration nó sẽ bị nhảy, thì lúc đấy là mình sẽ loạn đúng không, sẽ bị loạn đó. Thì nếu như anh em mà để cái fixed duration á, thì nó chỉ thay đổi cái phần là khối lượng work ở phía trong thôi. Thì đó là tùy anh em chọn, tùy anh em lựa chọn nha. Nhưng mình khuyên là gì, nên để cái fixed duration, được chưa? Một cái tin vui á, là khi mà cái thằng MySuite Project này này, nó tính toán lại bất cứ thông số nào thì nó đều có cái thông báo cho anh em hết. Và anh em có quyền là gì, click vào đấy xem và lựa chọn xem là mình sẽ điều chỉnh thế nào. Ví dụ như khi ông thay đổi cái duration này, ví dụ khi ông thay đổi cái duration này, ví dụ như là khi anh em tăng duration đi, tăng duration, đúng chưa? Thì lúc này sẽ có hai cái lựa chọn cho anh em. Nếu như ông đã tăng duration á, thì một là ông phải tăng cái work này, đúng không? Còn hai là ông phải giảm cái unit này. Nó chỉ có hai lựa chọn thôi. Thế thì nếu như anh em sau khi đã gán xong xuôi hết rồi mà lại thay đổi á, thì thằng MySuite Project sẽ có thông báo là ok, ông thay đổi duration này đúng không? Thế thì ông rốt cuộc là ông muốn tăng cái work này lên hay là ông muốn giảm cái resource này xuống? Thì đó là tùy ông. À, ok ha. Đó, thì được cái là như vậy. Thì tí nữa hoặc là trong cái ví dụ á, sau á, chúng ta sẽ có những trường hợp này để chúng ta nói với nhau nha. Rồi. Một cái cần lưu ý nữa là về cái task style với là cái effort driven. Thì như mình nói rồi, cái effort driven này này, anh em nên bỏ chọn, đúng không? Bỏ chọn. Nếu như mình không có muốn là cái MySuite Project nó tự động tính toán sau lưng chúng ta, thì chúng ta nên bỏ chọn nó. Còn cái này á, thì chắc là đợi đến khi nào mà chúng ta vô cái ví dụ á, thì mình sẽ quay lại nói anh em mới hiểu hơn. Chứ bây giờ nói khơi khơi thì cũng chả hiểu, cũng không có ví dụ minh họa nha. Cái này thì nợ ha. À, bây giờ chỉ nói ý vậy thôi. Còn vô ví dụ sẽ nói nó cụ thể hơn và có ví dụ thì dễ nói. Bây giờ mình sang mục số 2 là tạo cái nguồn lực trong MySuite Project. Thế thì để tạo cái nguồn lực
chúng ta chỉ đơn giản là vô cái không nhìn là resource sheet. Resource sheet là một cái bảng bảng tính ấy, mà nó cho phép chúng ta là gì, tạo ra cái nguồn lực, được chưa? À, thì có nhiều nhiều cách để vào đúng không? Anh em có thể là vô trong cái phần là cửa sổ resource này này, được chưa? Rồi vô trong cái thằng là team planner này, tức là cái khung nhìn á, vô cái resource sheet này, ok chưa? Thì cái này có gì tí nữa mình sẽ mở cái Microsoft Project lên để cùng làm nha, không sao hết. Rồi trong đấy nó có một số cái thông số như sau. À, cái này sao nhỉ? Cái này có vẻ là chúng ta nên mở lên để chúng ta cùng nhau nhìn thì nó dễ hiểu hơn ha. Rồi, ok, mở Microsoft Project lên đây. Thì chưa chia sẻ màn hình sao thầy? À rồi, đợi chút, mình đang mở mà, mình chưa có mở lên. Thì để mà tạo cái danh sách nguồn lực đó, thì chúng ta sẽ vô trong cái thằng view này đi, vô trong thằng này cũng được nhưng mà vô thằng view này nó cũng được, như nhau nó chẳng có gì cả. View ok không? Rồi đây thấy cái chữ là resource sheet chưa, được chưa? Click vào đây, click vào thì đây nhé. Thế thì bây giờ mình sẽ giải thích từng cái cột. Cột đầu tiên á, gọi là indicator, tức là một cái cảnh báo nếu như mà cái nguồn lực của chúng ta nó có vấn đề đấy, ví dụ như là bị quá tải hay là chúng ta có một số cái thay đổi gì đấy mà nó sẽ ảnh hưởng, thì nó sẽ có cái thông báo hiện ra nha. Nó cái thông báo hiện ra. Cột thứ hai là resource name, tức là name của nguồn lực nhân của, và là cái tên của nguồn lực thôi. Mình ví dụ như là mình gọi là nhân công đi, gọi là công nhân đi, nhân công hay nhân công á, hạn như công nhân, được chưa? Một cái tên nó gọi là tương tương chung chung, hoặc là một cái tên gọi là cụ thể, ví dụ như là có một cái ông nào đấy chẳng hạn như là ông như vậy, ông Tuấn đi, được chưa? Tức là một cái ông cụ thể hoặc là một cái ông chung chung thì anh em đều làm được, đều gọi là gán được. Rồi về cái tai á, tai tức là cái loại á, thì đương nhiên là công nhân hay là cái một cái ông kỹ sư đi thì đều là cái tai là work hết, ok không? Đó. Còn nếu như mà một cái loại khác như là bê tông thì anh em gắn là gì? Material. Ok, material, được chưa? Đó, nó chỉ có vậy thôi. Rồi thế còn cái cột này nghĩa là gì? Cái cột này á thì nếu như mà công nhân á thì gõ không được, đúng không? Ông Tuấn này gõ cũng chả xong, nhưng mà cái bê tông này gõ được vì nó chính là cái đơn vị. Ví dụ như bê tông thì mình đơn vị là gì? Ví dụ như là mét khối đi. Được chưa? Tôi làm cái kép này cho nó hoành tráng, kép là material luôn, tấn đi. Được chưa? Còn chẳng hạn như cái cost này, chẳng hạn như là liên hoan như đây, cái chung vui thôi chứ còn có thể là cái chi phí gì đấy, ok không? Đó. Thì chỉ có riêng cái ông material á, thì là cái cột material này mới gọi được, tại vì nó là cái đơn vị của cái vật liệu, ok chưa? Cái từ initial này chẳng qua là cái từ viết tắt của cái resource name, nó chẳng có gì cả. Rồi còn về cái group á, thì anh em hoàn toàn có thể là gì, gán những cái thằng này này trong cái nhóm nào đấy. Mình ví dụ
Như ông Tuấn này thì mình gắn cho cái nhóm gọi là nhóm nhóm quản lý. Công nhân thì có thể anh em chia là công nhân thép hay là công nhân thợ nề gì đấy tùy. Thì anh em có thể gắn cho một cái nhóm gọi là nhóm công nhân. Tùy thôi. Còn cái nhóm bê tông với thép thì mình gắn cho là nhóm là vật liệu. Làm vui đi ha, chứ còn tùy, sao được hết đó. Ok chưa? Rồi, đó là cái ấy. Rồi, về cái mass này, tức là cái con số lớn nhất của cái nguồn lực này có thể có. Ví dụ như công nhân của anh em ở công trường, tối đa nó là 30 người, thì anh em gõ vào đây con số 30. Đồng ý chưa? Cái ông Tuấn này thì đương nhiên là một ông mà. Thì chỉ một người chứ đâu ra hai người, đúng không? Thì con số 1. Ok chưa? Về cái vật liệu thì nó không có. Tại vì vật liệu thì cần chúng ta cấp thêm này, đúng không? Đâu có thể nào mà có một cái số gọi là maximum được. Được chưa? Rồi, về cái standard rate, tức là cái thù lao cho một giờ. Thù lao cho một giờ. Thì nếu anh em mà đổi cái thằng này sang Việt Nam đồng thì nó là Việt Nam đồng. Từ chứ còn bây giờ nó đang mặc định là đô la thì mình cứ để đại đô la đi. Ví dụ như là 20, đúng không? 20 đô giờ đấy. Được chưa? Ông Tuấn này thì ông như là kỹ sư, đúng không? VIP hơn 50 đô một giờ. Được chưa? Đó. Cái bê tông này á thì nó không phải là giờ mà nó là sẽ tính theo cái mét khối. Đúng không? Mét khối thì bao nhiêu đây? Ví dụ như là 80 đô đấy một mét khối. Được chưa? Cái bằng 1 tấn thì bao nhiêu nhỉ? Tối đại nha, 200 2000 đấy. Ok chưa? Còn liên hoan này thì là một cục, đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt là gì? 300 đấy. Còn cái standard rate thì không nhập được. Nhầm cái standard rate thì code sẽ không nhập được. Được chưa? Thế thì với work á thì nó là số công cho một giờ. Còn với vật liệu á, thì nó là cái số tiền trên một cái đơn vị này, mét khối hoặc là tấn, tùy theo chúng ta nhận. Cái cột này là overhead, tức là overtime á. Thì cái tiền công ngoài giờ á, nó là bao nhiêu? Chúng ta đều biết cái tiền công ngoài giờ thì nó sẽ lớn hơn cái tiền công tiêu chuẩn, đúng không? Thì ví dụ như là 30 đi. Đúng không? Ông này thì 70 đi. Được chưa? Đó. Một cái cột nữa cũng khá là quan trọng. Đó là cái cột cost per use, có nghĩa là cái chi phí cho một lần sử dụng. Thì nếu như không có thì chúng ta sẽ điểm bằng không. Nhưng mà ý nghĩa của mấy thằng này là cái gì? Ý nghĩa thằng này là gì? Cái cost per use này là cái chi phí cho một lần sử dụng. Cái chi phí cho một lần sử dụng. Và nó có cái sự khác biệt giữa cái loại là work với là loại material. Với loại work này ấy, chẳng hạn như mình nhấn cái, mình nói cái chi phí là 10 đi, 10 đô một lần sử dụng. Thì nó có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là cái chi phí này á, mỗi lần sử dụng những cái ông công nhân này nè, thì chúng ta phải tốn là 10 đô. Và cái chi phí này nó tăng hay giảm là tùy theo vào số lượng của công nhân. Ví dụ như là ông mà huy động 5 ông công nhân thì cái chi phí của lần sử dụng này nó sẽ là 5 nhân với 10 là 50. Ok chưa? Đó, cho nên nếu như cái loại nếu như mà cái thai á là quốc á thì cái chi phí sử dụng này nó sẽ ăn theo cái số lượng. Được chưa? Đó, lưu ý nha. Còn với cái vật liệu á thì nó cũng có cái cost per use, nhưng ví dụ như là mình gọi đây 50 đi. Thì cái chi phí cho lần sử dụng này á là nó không tính, nó không bị phụ thuộc vào khối lượng. Tức là chúng ta chỉ trả một lần duy nhất thôi và chúng ta sẽ sử dụng. Ok không? Khối lượng nó không có ảnh hưởng đến cái thằng là cost per use này. Đã. Một cái ví dụ như là vậy. Chẳng hạn như khi chúng ta bơm bê tông đi, đúng không? Thì chúng ta phải mất cái chi phí là gì? Là máy bơm. Đồng ý không? Thì chúng ta có thể là gì, cho cái chi phí máy bơm bê tông đấy là một cục, là cost per use, một lần sử dụng là một cục đấy. Còn bơm bao nhiêu thì nó tùy thích, tùy cái khối lượng thi công. Ok chưa? Đó. Còn cái so với cho những người công nhân á thì như mình nói lúc nãy, có thể là mình nói cái chi phí cost per use, như là cái chi phí
gọi là vận chuyển ha, gọi là cái chi phí mà để cho mấy ông đấy như là di chuyển á, đến công trường á, thì đôi khi là mỗi ông là một nơi mà, thì mình khoán luôn là mỗi ông là bao nhiêu tiền đấy để vận chuyển đến công trường, thì xài một lần thì mất một ông từng đấy, kiểu vậy, được chưa? Anh em mà thấy cái nào mà kiểu kiểu vậy thì là dùng cái cost per view, ok ha, là vậy ha. Còn cái thằng accrue này là gì? Là nó sẽ sử dụng để mà tính toán cái chi phí theo cái tiến độ của dự án. Thế thì nhấp vào cho nó có những cái loại gì ha? Nó sẽ có ba cái lựa chọn, một là star, hai là prorated, ba là end. Tức là gì? Chúng ta biết là một cái công tác thì nó kéo dài vài ngày đúng không? Nếu như chúng ta mà lựa chọn star đó thì có nghĩa là khi mà công tác này vừa mới bắt đầu thì cái Microsoft Project nó sẽ lập tức tính toàn bộ chi phí luôn ngay tại thời điểm bắt đầu luôn. Đùng một phát là phải tiền hết, tức là chi hết tiền. Ví dụ như công tác đấy là tốn 50 triệu và thi công trong vòng 2 ngày, 3 ngày đi, thì ngay ngày đầu tiên là thằng Microsoft Project nó tính liền 50 triệu rồi, không nói nhiều. Được chưa? Tương tự, cái thằng em tức là sao? Là khi mà công tác kết thúc á, thì thằng Microsoft Project nó mới tính tiền và nó tính hết toàn bộ luôn. Ví dụ là ngày 1, ngày 2 nó chả tính đồng nào, đến khi mà ngày 3 kết thúc một phát tính luôn 50 triệu thì đó là tính vào cuối ngày. Còn cái thằng mà prorated này này thì nó lại tính theo cái kiểu là phần trăm, tức là theo cái tiến trình đó. Công việc được bao nhiêu ngày thì nó sẽ tính theo cái tỷ lệ là bấy nhiêu tiền, ok ha. Đó, ví dụ như là 50 triệu làm trong 3 ngày mà bây giờ mới được có một ngày thì nó sẽ lấy là 50 chia cho 3, ok chưa? Đó, cho nên mặc định nó là gì, prorated, được chưa? Tại vì cái ngày nó hợp lý nhất, tuy nhiên không khẳng định, ok, không phủ định là gì, là có những cái công việc đặc thù là nó yêu cầu là phải tính toán, nó phải thanh toán tiền ngay từ lúc bắt đầu, hoặc cũng có những cái công tác mà gì chỉ tính tiền khi mà hoàn thành hết, được chưa? Thì nó cho chúng ta sẽ lựa chọn vào đây nha. Rồi, cái base này á, nó là cái lịch thì mặc định đang là lấy cái lịch của dự án. Anh em hoàn toàn có thể là gì tạo cái lịch riêng cho nó. Và đương nhiên cái lịch này nó chỉ liên quan đến những cái resource và nó có cái loại là work thôi, tức là công nhân hoặc là máy móc, được chưa? Thì chúng ta có thể là gắn cái lịch riêng cho nó, như vừa trước mình chia sẻ rồi đúng không? Rồi tương tự cái code này á, thì là chúng ta hoàn toàn có thể là ký hiệu để mà sau này quản lý thêm mấy thằng này, ok chưa? Nhưng mà cái đó để sau đi nha. Thì bây giờ mình cũng chỉ nói là cái group này này nó khá là tiện lợi. Ví dụ như anh em hoàn toàn có thể là gì vô cái trong cái thằng là group by này, hiện giờ đang nuôi group đúng không? Anh em hoàn toàn có thể là để nó thành là gì, resort group, tức là nó sẽ group những cái vật liệu này, những cái nguồn lực này theo như cái nhóm của nó. Thì khi chúng ta để như vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì, nó sẽ nhóm như sau. Trường hợp mà cái phần resource name, cái phần mà nguồn lực chúng ta mà nhiều á, thì cái này hết sức hữu dụng đúng không, ok ha. Còn không cần thì chúng ta chỉ việc là gì clear ha. Rồi ok, rồi cái đấng này hiểu hết chưa? Dạ thầy, em hỏi xíu thầy. Cái mà người chọn mà để phân bố ra cái nhiều những cái nhân công á thầy. Thì mình lựa chọn cái star là bắt đầu để chi phí cho những cái đồ một đó, ví dụ như cái đây nó đang chung chung thể hiện cho từng công tác, ví dụ như cái công tác đầu móng vân khuôn thép đó là mình phải phân bổ ra, ví dụ như nhiều tiền đó là nó chỉ để chung nó hoạch định chung hay sao đó. Cái công tác đó mình nếu mà có nhân công đó, thì nó phân biệt là nó sẽ bắt đầu cái lúc tính tiền là lúc đó luôn hay sao? Rồi ok, hiểu, mình hiểu ý anh rồi. Nói chung mình sẽ trả lời như thế này, nhưng mà sau này ấy, đi vô cái phần là gán cái công nhân vật liệu cho từng công tác ấy, thì mình sẽ giải thích kỹ hơn, ok chưa? Thế thì khi mà chúng ta có cái, nên nhớ cái danh sách này ấy, là cái danh sách nguồn lực theo kiểu là mình tạo ra cho cái dự án, là dự án sẽ sử dụng những cái nguồn lực này này, được chưa? Và số công nhân ấy, tối đa là bao nhiêu đây này, số kỹ sư là như thế này này, mình chỉ mới tạo thôi chứ mình chưa gán. Còn nếu như một cái công tác, ví dụ như một cái công tác đào đất đi, mình nói nôm na công tác đào đất trong vòng 7 ngày, ví dụ công tác đào đất trong vòng 7 ngày, anh gán vào khoảng cỡ
10 công nhân, được chưa? Anh gán vào 10 công nhân. Và 10 công nhân đấy có cái giờ công. Ví dụ như đây là 20 đô một giờ. Nói hồi lằng nhằng thôi thì nói chung chung là khoảng cỡ 400 ngàn một ngày đấy, gọi là 400 ngàn một ngày. Ok không? À, thế thì khi mà chúng ta gán vào rồi thì nếu như chúng ta khi mà chúng ta check dự án á, check cái số tiền của dự án á, thì đương nhiên nó sẽ tính toán là gì? Cứ ứng với là mỗi ngày như vậy sẽ nó sẽ chia phần trăm ra. Ok không? Được không? Ví dụ như là ông có 10 công nhân đúng không? Rồi 400 thì ông có là gì? 4 triệu. 4 triệu cho 7 ngày đào đất, được không? Thế thì nếu như mà ông mà đào được khoảng cỡ 3 ngày đi thì đương nhiên ông sẽ có là gì? 4 triệu nhân 3 chia 7, kiểu vậy. Ok không? Thì nó sẽ lấy theo cái phần trăm hoàn thành của cái công việc đấy để nó tính tiền. Được không? Rồi. Thì mình muốn là trong cái ngày hôm nay là chúng ta sẽ hiểu được cái này. Rồi tiếp nữa mình sẽ đưa một cái ví dụ. Và nhiệm vụ của các anh chị khi về nhà đó là sẽ tự tạo cái bảng nguồn lực. Lấy cái giá lúc nãy đó nha. Lấy cái giá lúc nãy, ví dụ lúc nãy đó, mình sẽ tạo nguồn lực để sẵn đấy. Rồi bữa sau mình sẽ gán nha. Rồi phần này cái này này có hỏi gì không? Này mình có thể là áp dụng trong cái ví dụ đầu luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Áp dụng một cái ví dụ mà nãy cái ví dụ mà cái chương trước đấy, cái ví dụ tín đồ ấy. Dạ rồi. Ok ha, nói chung là anh em phải làm trên cái ví dụ đấy hết. Rồi sau này mình gán viết lại trên nó hết nha. Tại vì em có gán mà theo cách thủ công thực tế là cái lúc bước đầu thì cũng làm như tạo như cái ship cho thầy á, nhưng mà nó thiếu mấy cái công tác như rất vừa mấy cái tiền bạc không chưa tạo được, với hay là khi mình tạo rồi á thì mình chỉ cần mình ra lại cái bảng mà chỗ cái team planner á, mình chọn lại cái ship mà resort gen của mình á. Thì nó sẽ thôi không sao, nói chung là mình cứ tuần tự theo cái bài giảng này đúng không, tới đâu hỏi đấy nha. Chứ bây giờ mình nói những cái mà trước thì mấy anh chị mà chưa có kinh nghiệm á, người ta cũng chả hiểu gì. Ok không, cứ tới đâu hỏi tới đó nha. Thầy cho em hỏi trước thầy, ví dụ mình ít thì mình có thể mình nhập vô được, nhưng nhiều quá cái đầu mục công việc mà nó nhiều quá thì mình có cách nào mà mình cho cái bên cái chỗ mà thoát nếm á, thì mình cho nó gạn quá bên cái sụp nếm này được không thầy? Là sao từ có nghĩa là ví dụ bên cái bảng tiền đồ thi công của mình á, à có mục sụt nếm đó thì mình lấy cái mục sụt nếm đó mà cho nó liên kết với cái sheet này của mình nè, để cho nó tự động nó cập nhật cái thoát nếm của bên cái kia qua cái resort nếm này bên này cũng được không? Ủa cái resort nếm này bây giờ mình mới tạo mà cái kia nó đâu liên quan gì đâu? Cái này được anh trong rồi, tại vì khi mà anh tạo được cái đầu mục á là anh trở về lại cái sheet chính phần tiến độ mình á, nó có gì sọc nem á là anh có cái sụt anh bấm cái sụt nó xuống là nó có tất cả các đầu mục mà anh tạo trong cái sheet mà nhân công với vật tư hay là vật liệu bê tông gì đó là anh sẽ chọn được thủ công mình cái đó thôi. Có nghĩa là mình phải copy nguyên mình copy nguyên cái đó qua bên đây mình hạ vô, chứ mình không thể nào mà mình cho nó hai thằng liên kết mình link cái liên kết cái dữ liệu qua được không? Không, thầy có thể cho em chia sẻ cái bài của em luôn thôi. Đó, ok. Đâu chia sẻ xem nói dài không?
Công nhận nhỉ, khi mà anh chia sẻ xong nhìn có cái màn hình nó nhỏ xíu nhỉ. Ủa chứ mấy anh em này trước giờ học là qua cái màn hình nhỏ xíu vậy hả? Ông nào ở nhà sắm cái màn hình vừa ông, chứ mình nhìn cái laptop của mình là không thấy gì luôn á. Tùy người thôi. Cứ chờ nhà xíu thầy đến chia sẻ là thầy, tại vì đâu chưa dụng thầy không quên, tại màn hình em nó to, nó tới hơn 7 nữa. À vậy hả? Có thể là do em chưa. Ok thôi, nói chung là anh em cứ bình tĩnh. Được chưa? Cứ bình tĩnh. Không cần phải đặt ra những câu hỏi mà trước làm gì. Anh em cứ tuần tự làm từng bước mà mình hướng dẫn để cho tất cả mọi người cùng theo được. Ok không? Rồi mình sẽ giải thích nha. Rồi. Thế thì cái lúc nãy anh em nhìn á, anh em đã thấy nó ok chưa? Còn bây giờ mình muốn nói về cái bài tập về nhà đi, nhanh nhanh thôi. Thì tại vì cái bài tập này mình cũng cần anh em góp ý một chút. Đâu để mình thử đây. Chia sẻ lại. Đây. Mình muốn là về nhà các anh chị sẽ vô cái thằng là resource lúc nãy á, tạo cho mình một cái tài nguyên như là cái bảng này, thì anh em sẽ chụp hình rồi về nhà làm. Nhưng mà trước khi về nhà làm á, thì mình muốn là, tại vì mình xài cái đơn vị là đơn vị đồng đúng không, mà bây giờ cái chi phí thì nói chung là mình cũng lâu quá mình cũng chả nhớ là cụ thể bao nhiêu nữa đó. Thì anh em bây giờ là cùng nhau ngồi gọi là tiêu cái chi phí này nha. Thì mình có tài nguyên là nhân công nè, vữa gạch gỗ rồi cửa rồi tôn rồi ván sàn, vui vui thôi, nhưng mà mình muốn nó cũng có cái gì đó chính xác một chút xíu. Rồi các loại máy nôm na là vậy thôi. Thì mình cũng chỉ muốn là đổi thằng này ra Việt Nam đồng cho nó dễ và nó phù hợp với cái bài của mình. Thì nhân công bây giờ là khoảng bao nhiêu một giờ nhỉ? Một giờ công chứ phải một ngày công nha, một ngày là 8 á, 8 giờ đó. Lương cơ bản hay gì thầy? Tức là bây giờ mình nói một con số nào mà nó cho nó hợp lý rồi chút xíu với cái gì nữa. 50 ngàn một giờ được không? 40 thầy ơi. 40 đúng không? 60. 50 rồi ok. Nói chung là chung thôi chứ không cần chính xác lắm. Chẳng qua là mình đừng có con số là nó vô lý. Hiểu không? Rồi 50 ngàn đồng một giờ. Ok chưa? Vữa thì bao nhiêu là một khối nhỉ? Việt Nam đồng đó nha. Triệu hai rồi. Ok. Vậy đấy không có gì phải chính xác hết á. Có cho nó hợp lý chút xíu. Gạch bao nhiêu viên? Ba. Một máy. Ngàn đồng một viên này. Một ngàn. Ok. Gỗ bao nhiêu một khối? Bảy triệu hai. Hai mươi khối nha, chứ phải mét vuông nha. Gỗ bao nhiêu? Bảy triệu hai này. Bảy. Trời mấy ông này trùm luôn rồi. Nắm giá như phim. Ok. Cửa bao nhiêu một bộ đi? 5 triệu một bộ. 5 triệu. Con bao nhiêu mét vuông? 100 ngàn một mét vuông này. 100 hả? Dạ. Yeah. Giá còn rẻ cái chán nha. Cái kia. Bán sàn. 300 nghìn một mét vuông. 300. Dạ. Yeah. Thạch cao bao nhiêu mét vuông? Thạch cao 150. Không chung thôi mà không chỉ sang lắm đâu. Bê tông bao nhiêu khối? Bê tông 1.8 triệu khối. Còn các chuyên gia không? Kính bao nhiêu một mét vuông? 900.000 một mét vuông. 100.000. 900 thôi, thì 1 triệu đó. 100, tức... 1 triệu đi, 1 triệu. Thì gọi thôi, còn triệu luôn. Rồi 1 triệu. Sơn bao nhiêu một ký? 165. 165. À đâu. Được chưa? Còn mấy cái máy thì lấy khoảng 100 đi ha. Máy 1 thì 100.000. Máy 2 thì ví dụ như là cho 140 đấy. Hai cho 200 300 luôn. 200. Kệ vậy đi, kệ nó. Để có cái thông số mà bữa sau chúng ta nhập đó mà. Chúng ta gán. Rồi, ok anh em chụp cái hình này nha. À khoan. Cái giờ làm thêm này cho khoảng cỡ 70.000 hay ha.
Rồi anh em chụp cái hình này rồi sau đó là về nhà mày mò nhập ha, bữa sau mình sẽ sửa, chúng không có gì phải lo lắng hết nha, có thời gian thì làm thôi. Cái bài này có tính điểm không thầy? Không, bài này chỉ là hướng dẫn chứ có gì đâu mà tính điểm. Vấn đề là cái bài thi á, nó sẽ gần như là giống giống cái bài này. Anh em hiểu không? Thay đổi các thông số rồi công tác một chút xíu thôi, mà anh em sẽ quen thì anh em sẽ làm được nha. Chứ còn bài này có gì đâu mà tính điểm. Bài này là bài hỗ trợ cho mình khi mình dạy thì anh em dễ hiểu thôi, có cái thực hành. Thì anh hỏi là cái bữa cuối là cái bữa là mình kiểm tra luôn hả thầy? À, có kiểm tra không nhỉ? Hay thi thôi nhỉ? Thi thôi. Thôi thi thôi. Còn cái kiểm tra thì mình sẽ linh động giữa cái điểm danh nha. Với nói chung là chủ yếu là bài thi. Còn cái bài kiểm tra, còn cái điểm mà quá trình thì mình sẽ dựa vào điểm danh nên mình cũng phiên phía cho anh em thôi nha. Vâng ạ, cảm ơn thầy. Thầy ơi, cái điểm danh là tự nhiên vô học rồi quên mất rồi thầy, tại vì cái giờ điểm danh của mình á là mình hiểu rồi, đã nói cái từ phiên phiến rồi, mấy ông này cứ bảo mắt mình nói thẳng phiên phiến thôi, hiểu không? Chừng nào ông thầy nào không có bữa nào hay là chỉ có một hai bữa phọt phè thì lúc đấy mới gọi là mới nói, hiểu không? Dạ cảm ơn thầy. Ok, chứ còn đừng lo nha. Chụp xong chưa? Dạ rồi, xong rồi thầy. Dạ xong rồi thầy ơi. Rồi. Dạ em chào thầy. Rồi, chào thầy. Chào thầy. Chào thầy. Chào thầy ạ. Cảm ơn thầy ạ. Rồi, bye bye. Dạ cảm ơn thầy, chào thầy. Chào thầy.